Cả nhà ơi, mọi người. Mọi người ơi, mọi người vào lại giùm em nha. Chào đi ba. Vẫn bị. Trời. Hello mọi người. Mọi người kiểm tra giúp em coi còn bị cái tiếng e đó không ta. Thôi, bị gì kìa. Có ai biết nói cho em nghe không? Hay là nó nằm ở gần đây nó bị ta? Thôi hay mình nói to hơn. Ờ, nói to đi. Đi không sao đâu, like cho nhanh. Ờ. Cái đèn phát này thì đâu có liên quan gì tới cái đường truyền. Đúng rồi. Chúng... Ê mà cái tiếng đó mình không nghe nha. Ờ vô ê, vô TV đó. Thì lại ấy đúng vô vô la thì lại bị. Ờ cái tiếng đó mình không nghe nha. Mình xiết lại nó sụp xuống ngoài. Bị dính sụp đi. Rồi xin lỗi mọi người nha, hơi trục trặc tí. Có không? Có không? Hoài vậy trời ơi. Tự nhiên khóc chị vô cùng. Hình thì rõ đúng không mọi người? Chỉ có bị cái tiếng em. Rồi, được mà. Ok, cho lại đi. Mọi người ơi, kiểm tra giúp em coi còn bị cái tiếng e e e e e e e e không? Vẫn bị nha, thôi kệ đi, giờ nói to hơn cái tiếng đó là được rồi. Mọi người ơi, mình nhưng mà nói to mình... xíu rồi. Đúng rồi, tụi em sẽ nói to một chút hay là mọi người chịu khó. Mọi người vặn nhỏ volume lại nha. Dạ đúng rồi. Không. Đây rồi. Cho em cái cú pháp chốt đơn đi. Đầu tiên nãy giờ mọi người comment đen chút. Chưa hả? Cho cái cú pháp chốt đơn nó bình tĩnh đi mấy. Chưa. Cái cú pháp chốt đơn bên em là tên sản phẩm cộng số điện thoại giùm em nha. Còn mà nhỏ hơn hồi nãy. Dạ rồi, em cảm ơn Sang Ngô. Thì mình phải nói to hơn. Mẫu đầu tiên nha mọi người. Rồi cả nhà ơi, cái mẫu của bạn mẫu đang mặc á, giá là 430.000, hiện tại thì tụi em chỉ còn một bộ thôi mà là bộ đầu tiên trong phiên live nên là tụi em sẽ bán với mức giá tốt nhất luôn là 189.000. Mọi người thấy cái mức giá ok không ạ? À? Nếu ok comment giùm em là đen cộng số điện thoại giùm em. Cái mẫu này free size dưới 50 kg mặc vừa giúp có size S dưới 50 kg mặc vừa giúp em nha. Hiện tại thì tụi em chỉ còn một bộ duy nhất thôi ạ. À. Ai lấy comment giùm em đen cộng số điện thoại giúp em ạ. À. Màu đen này mặc rất là dễ da, dễ cho trên mọi nền da luôn nha mọi người, không có bị kén da. Màu trắng với màu đen là rất là dễ mặc nè. Mấy chị mình sợ mà mình mặc vô mấy cái màu nổi quá mà bị đen á thì cứ lựa trắng đen cho em nha, rất là dễ mặc. Rồi, cả nhà ơi, còn cái mẫu mà trên mannequin hiện tại thì mẫu này tụi em sẽ còn để em coi thử số lượng trong kho. Hello, 23 người đang xem. À, hiện tại thì mẫu này bên em chỉ còn vài bộ cuối cùng thôi và tụi em sẽ không bán nữa. À, bộ này là 450.000, bên em sale còn 159.000. Ai lấy comment giùm em là đỏ cộng số điện thoại giúp em nha. Ở đằng trước thì nó sẽ như thế này, ở đằng sau thì đây, như thế này ạ. À. Không có đồ lót trong nha mọi người. Đây. Đồ lót kèm theo là một cái quần màu đỏ luôn như vậy nha mọi người. Cái màu có đỏ. Hai cái ren hai bên. Màu đỏ này là màu đỏ tươi á, ha, xuyên thấu hai lớp nha. Đây mặt em để vô là mọi người không có sợ bị lộ nha, nó chỉ hơi lộ sao má. Ánh lên, đồ xuyên thấu không lộ chắc tôi đấm. Ý là nó không có bị lộ hoàn toàn ra tại vì nó cũng là nửa ẩn nửa hiện á mọi người. Rồi, em đầm đỏ gato 159. Hello Nguyễn Huy. Ê, tôi nấu xong bà nói đừng nói chồng á. Ờ. Đầm đỏ gato 159.000, ai lấy comment giùm em là đỏ cộng số điện thoại giúp em nha. Còn cái đầm đen này là 189.000, hiện tại em chỉ còn một cái cuối cùng thôi. Ai lấy comment giùm em. Đen cộng số điện thoại ạ. À. Rồi, cú pháp chốt đơn là tên sản phẩm cộng số điện thoại nha mọi người.
Đây nè, bộ đỏ này là được kèm theo một cái quần màu đỏ này, mặc vô rất là nổi bật luôn đó mọi người. Hàng bên em thì là hàng mới hoàn toàn. Những cái bộ này thì bên em sẽ gửi là hàng mới hoàn toàn cho mọi người luôn, chứ không phải là hàng trưng bày. Nên ai đang có nhu cầu mà mua về mặc hoặc là mua để tặng á, thì có thể ủng hộ tụi em một bộ nha. Trời ơi, với cái mức giá này mà mọi người săn lên là rất hời luôn đấy ạ. Mọi người mở bát đầu sale đi mọi người ơi, chuẩn bị có luôn về rồi. Đây, rồi cả nhà ơi, ai lấy thì comment giùm em là đầm đỏ cộng số điện thoại hoặc là đầm đen cộng số điện thoại nha. Bộ này là 189.000, còn mẫu này lan sale còn 159.000 đó ạ. Cái đầm đen này của em là có họa tiết ren ở phía bên dưới nha mọi người, còn ở trên đây là cái họa tiết ren nhưng mà có thêu nhẹ cái họa, cái hình giống như là cái da rắn á mọi người, nhìn rất là đặc biệt luôn nè. Đó, ai mà chán mấy cái ren bình thường rồi thì mình lượm cái đầm này, nó có cái hình giống như là kiểu da rắn nha mấy chị. Đó, lại còn màu đen nữa, rất là dễ mặc luôn. Rồi sao? Rồi, mọi người ai vào livestream thì thả tim cho tụi em hoặc tránh để tụi em chào lại cho mọi người thả nha. Thả tim. Mọi người có mọi thắc mắc gì về những cái sản phẩm thì mọi người comment luôn để tụi em giải đáp cho mọi người nha. Dạ, rồi cả nhà ơi, mọi người đầm đen bên em vẫn còn một cái cuối cùng chưa ai chốt. Ai lấy comment giùm em là đầm đen cộng số điện thoại nha mọi người. Cái này là cái chất lụa mặc cực kỳ mát luôn, và thấy mát không? Sờ vào rất là mát tay luôn nha mọi người. Và đặc biệt là còn một cái duy nhất thôi. Mấy chị mua về là độc quyền luôn á. Dạ cả đó. Dạ em mẫu là cao 1m68, nặng 50kg nha. Em đang mặc size S đó chị ơi. Cái đầm này thì sẽ có size S, nhưng mà cái váy đỏ này là free size dưới 60kg nha mọi người. Bởi vì nó có chun co giãn ở đây nè, nên là nó sẽ fit mọi dáng người của mình luôn. Mẫu này thì bên em đang sale chỉ còn 159.000 thôi. Ai lấy comment giùm em đỏ cộng số điện thoại, đen cộng số điện thoại giùm em nha cả nhà yêu. Và đặc biệt là những cái mẫu váy bên nhà em là free size. Mấy chị nào mà dưới 58kg là mình yên tâm mặc bao dừa luôn nha mấy chị. Có mẫu nào dáng chubby ngực 98 không mẹ? Chubby là chắc người hơi béo béo một tí đúng không chị? Thì chubby. Mình có thể tham khảo thử cái sản phẩm này bên em thì dáng chubby mặc lên sẽ rất là xinh à, tại vì em có size L, ngực 98 là mặc thoải mái luôn à. Cái mẫu này thì 370, nếu mà mình mua thì em sẽ sale còn 280.000 nha. Còn cái mẫu đỏ này thì cái dáng chubby ngực 98 vẫn mặc vừa anh, tại vì cái form này rất là to ạ. Mọi người ơi, mọi người nghe tụi em nói có rõ không hay có vấn đề gì thì mọi người comment nha, tại vì tụi em đang like là tụi em không có biết là ở đằng sau nó như thế nào ý. Tức là mọi người chưa nghe rõ thì mọi người cứ comment để tụi em thay đổi vậy nha. Đây. Mẫu này hình như là có nhiều màu mà đúng không? Đó. Mẫu này là có nhiều màu luôn cho mình lựa chọn nha chị ơi. Mọi người màu này đang là màu hồng nút nè. Rồi. Vậy thì tụi em xin phép qua mẫu nha, để tụi mình để các anh chị có thể, để em lên nhiều mẫu để anh chị có cơ hội mà lựa nhìn cái sản phẩm mà phù hợp với mình hơn ạ. Đây, em xin phép qua mẫu nha, mấy anh chị nào mà coi không kịp thì mình có thể bấm quay lại, mình tua lại mình coi nha. Em đi qua mẫu đây. Ê không, bà cái đó không bằng á. Tôi thấy mà nó căng. Rồi, mọi người ơi, trong khi mà bạn mẫu đi thay một bộ mới á, thì em xin giới thiệu một sản phẩm mới bên em nha. Thì cái váy này bên em giá là 450.000, em sale còn 189.000. Ai lấy thông minh giùm em là trắng cộng số điện thoại giùm em nha cả nhà. Cái mẫu này thì bên em chỉ còn 3 bộ cuối cùng thôi, là tụi em sẽ sale bỏ mẫu luôn ạ. Mẫu này thì sẽ có kèm quần, mặc lên rất là baby luôn ạ. Ôi, mọi người sẽ nghe ồn tại vì cửa hàng tụi em nó gần cái đường ray xe lửa. Thí dụ mà anh chị nào coi like mà kiểu cũng chưa tin vào sản phẩm bên em á, thì mọi người có thể ghé cửa hàng của bên em ở 119 Lê Văn Sĩ để ủng hộ và thử đồ nha. Mọi người đến đây thì mọi người sẽ được thử những cái bộ mà mình thích, rồi nếu mà ok thì ủng hộ tụi em ạ. Đây
lên mẫu mới cho mấy chị nha. Một cái set bộ ngủ nhà. Cái mẫu này giá là 390.000, bên em sale còn 270.000. À, lấy comment giùm em là hoa vàng cộng số điện thoại giùm em nha. Em chỉ sale 3 bộ thôi mọi người, tại vì đây là hàng mới bên em á. Tại vì dễ thương quá nên là tụi em mới đem lên livestream ạ. Chất cũng là chất lụa nha mấy chị. Mà ở trên cái quần của mình nó có một cái bo thun này rất là rộng rãi nha, nên mấy chị có thể thoải mái mặc luôn. Đó, co giãn thoải mái luôn. Rất là dễ thương. Mẫu này bên em free size dưới 58kg mặc vừa nha. Mẫu cao nhiêu á? Dạ em mẫu là 1m68 nặng 50kg nha mấy chị. Hiện tại là em đang mặc size size F. Cái này size F đúng không? À. Không, hay. Free size. À, mẫu này là free size. Dưới 58kg là mặc thoải mái luôn nha mấy chị. Đây. Rồi, ngoài trước. Ngoài sau. Áo thì có tông tăng đơ cho mấy chị luôn. Muốn mặc cao thấp gì là mình có thể tùy chỉnh theo vừa theo cái size người của mấy chị nha. À, mọi người ơi, cái mẫu trên mannequin thì bên em vẫn đang bán với giá 450.000, em sale còn 189.000. Em sale còn 189.000 nha cả nhà. Ai lấy thì comment giùm em trắng cộng số điện thoại giùm em. Cái mẫu này giống như là mẫu cô dâu vậy, nhìn rất là xinh luôn, mặc vô là nhìn cực kỳ sợ xuống đi. Đây. Ai lấy comment giùm em trắng cộng số điện thoại giùm em nha. Nó sẽ gồm một cái quần luôn ạ. À. Đây cái quần đây. Còn cái mẫu mà bạn mẫu đang mặc thì là đồ bộ. Giá đó, là 390, em sale còn 270.000 và em chỉ sale 3 bộ thôi. Ai lấy thì comment giùm em là hoa vàng cộng số điện thoại giúp em nha cả nhà. Set bộ ngủ này chỉ còn có 3 bộ thôi mấy chị ơi. Còn đầm trắng thì đang có giá là 169.000 nha. 189.000. Em nhầm mọi người. Nhìn không rõ. Mọi người đừng có quên cú pháp chốt đơn nha mọi người, là tên sản phẩm kèm theo số điện thoại nha. Ờ. Trời cái quần dễ thương. Ê dễ thương mà, tôi thấy dễ thương rồi bạn. Ờ. Cái này mặc vô thấy cưng lắm nè. Tại vì đồ xuyên thấu nó lè, không có kêu bạn mẫu mặc được á. Nhưng mà mặc lên ma canh thì mọi người cũng tự tưởng tượng được đúng không? Tại em cũng cảm thấy nó dễ thương á. Hồi xưa mẫu này bên em bán chạy lắm mà bây giờ còn sót lại vài chiếc á. Còn sót lại vải á, đây để quay đằng sau cho mọi người xem. Ở đằng trước thì một lớp, còn ở đằng sau là một lớp. Đằng trước là hai lớp, còn đằng sau là một lớp xuyên thấu luôn nha. Ê nhìn thích quá ha, nhìn tôi cũng mê luôn á. Nhìn mê á má. Ê đưa giùm túi bộ đó đi. Ủa, có mọi người ơi, hồi nãy giờ túi không một nãy giờ mà mấy chị nào mà vô sao á thì mình có thể bấm tua lại từ đầu để mình coi những cái mẫu mà mình bỏ lỡ nha mấy chị. À, và tụi em vẫn sẽ nhận chốt đơn trong inbox, nếu mà anh chị nào ngại sợ hoặc là cần tư vấn thêm thì cứ inbox thì bên em vẫn sẽ có người đang trực và tư vấn liền cho mình ạ. Hoặc là mình thích cái mẫu nào thì mình chụp cái hình đó mình gửi vô inbox thì tụi em vẫn chốt đơn luôn. Tại vì bên em có rất là nhiều khách quen mà người ta sợ comment bị lộ thông tin á thì bên em vẫn sẽ chốt đơn trong inbox cho mình ạ. Rồi, cái mẫu bạn này đang mặc là 390, em sale còn 270.000. Hiện tại bên em chỉ còn một bộ thôi nha. Tại hồi nãy giờ là đã có hai người chốt đơn ở trong inbox rồi. Còn cái mẫu trắng này thì đang sale 450, còn 189.000 là sale hơn 50% luôn á anh chị. Rồi, còn có một bộ duy nhất thôi mấy bà ơi, lụm về nhà đi. Dễ thương lắm, ở ngoài nhìn thấy cưng lắm, giống như là tiểu thư với mọi người. Ai đang muốn xem mẫu nào nữa? Okay. Ai đang muốn xem mẫu nào nữa thì mọi người comment hoặc là để tụi em tư vấn cho mình nha. Hello, 37 người đang xem. Mọi người muốn chốt đơn set ngủ này thì mọi người comment giúp em là trắng hoa hoặc là vàng kèm theo số điện thoại nha mọi người, là tụi em hiểu và chốt đơn cho mọi người. Còn muốn chốt đơn chốt này, cái set màu trắng này thì mọi người comment là trắng kèm theo số điện thoại nha. Hai lớp ngoài trước, một lớp ngoài sau. Xinh quá trời luôn trời. Nè bánh bèo là ưng liền. Aster đi em. Aster là cái gì? Là nói gì? Tiếng Việt được không? Aster, mẫu Aster. À, Aster. Em xin lỗi anh. Xin lỗi anh chị ta, chị Phương Lê. Mua. Aster hết hàng rồi. Chị yêu ơi, Aster đã hết hàng rồi chị ơi. Bây giờ em lên mẫu này tiếp theo cho mọi người coi nha. Đây coi.
thì ta đã kêu khách cần muốn coi mẫu nào thì khách nói, tự nhiên khách nói cái thì la người ta. À chị ơi, Aston. À để em đưa lên cho mình. Em mới cho nó cầm tôi thấy. Không, em đưa Aston. Hay vậy. Mọi người ơi, trong khi mà bạn đi á, thì em sẽ like một cái áo lót bên em nha. Cái Jira này là size S, giá niêm yết tụi em đang bán là 150.000, nhưng mà trên like em sẽ sale còn 99.000 cho mình. Ai lấy thì comment giùm em là áo đỏ cộng số điện thoại giùm em nha. Áo này thì không có kèm quần, mình có thể phối lên quần đỏ của mình ạ. 99.000 hiện tại bên em chỉ còn một cái duy nhất thôi, nên ai lấy comment giùm em là ra đỏ cộng số điện thoại giùm em ạ. Công nhận cái màn hình của chị nó hơi nhìn nó em bị đuôi luôn, tại đâu thể nhìn trực tiếp, phải nhìn liếc là nó bị che. Ai lấy thì comment giùm em là đỏ cộng số điện thoại giúp em nha cả nhà. 150.000 bên em đang sale chỉ còn 99.000 thôi. Size S là dành cho ngực 34 ạ. À. Ở nhìn cao ha, nhìn bà cao ghê á. Ê bà, tôi thấy bà bị nghiện mấy cái cài á nha. Rồi ai lấy thì comment giúp em là ra đỏ cộng số điện thoại giúp em. Cái mẫu trên mannequin thì tụi em vẫn đang bán 450.000, sale còn 189.000. Ai lấy comment giúp em là trắng cộng số điện thoại giúp em nha cả nhà. Mẫu đây. Em xin lỗi chị nha, đây là mẫu Esther của chị nè chị. Mình cầm mà mình không biết luôn. Trời ơi em quên mũ. Quê quá hay ơi. Đây, Esther của chị đây, chị còn ở trong live với em không vậy? Đừng bỏ em đi nha chị. Đây Esther màu hồng. Mẫu này là có hai màu nha mấy chị, màu hồng với là màu đen. Em đang mặc màu hồng đây, còn đây màu đen. Đó, ai muốn đen cá tính thì chọn màu đen, còn muốn bánh bèo thì mình chọn màu hồng. Bộ ngủ này chất vải cũng là lụa satin luôn nha mấy chị. Mẫu này em đang sale còn 250.000 nha. Giá 350, sale còn 250.000. Ai lấy comment mình giùm em là hồng cộng số điện thoại hoặc là đen cộng số điện thoại giúp em nha cả nhà yêu. Còn có mấy người tag bạn bè vô kìa. Rồi mọi người có thể tag bạn bè mọi người vô để mua hàng luôn nha mọi người. Rồi cả nhà ơi, ai vào livestream thì thí dụ mà mình coi livestream một mình săn xe buồn quá thì mình có thể tag bạn thân của mình vô xem chung nha. Tại vì hôm nay tụi em live với giá cực kỳ hời luôn á. Mẫu này ai lấy thì comment giùm em là hồng cộng số điện thoại hoặc là đen cộng số điện thoại giùm em. Giá là 370.000, sale còn 250.000 một bộ nha cả nhà. Hai màu nha mọi người. Nếu như mà mấy chị nào mà muốn điệu hơn thì mình đeo chung với cái cây cài giống em nè, em tự thiết kế vô chung á. Thấy hợp với bộ đồ lắm luôn không? Chị ơi, chị đâu rồi? Chắc chị đã bỏ em đi. Lên liền cho chị luôn nè. Rồi, cả nhà còn muốn xem mẫu gì thì mọi người comment chị cho lấy đen. Dạ rồi, em cảm ơn chị yêu. Em chốt cho chị Phương Lê một bộ Aster đen giá là 250.000. Bộ này nha. Thuộc về chị Phương Lê nha. Hết hàng luôn. Tại vì tụi em chỉ bán 1-2 bộ. Đấy, chéo luôn đi bà. Chéo ra. Rồi, còn bộ một bộ hồng, ai lấy comment giùm em hồng cộng số điện thoại giúp em nha cả nhà yêu. Đặc biệt trong phiên live ngày hôm nay là mỗi bộ, có những bộ tụi em mới lên nó chỉ còn có một bộ duy nhất thôi, độc quyền. Lấy về cho mình một bộ limited luôn đi mấy chị. Đây, lên cho bếp mannequin một bộ nữa nha mọi người. Rồi. Cả nhà ơi, bên em sẽ lên thêm một bộ màu đỏ cho mình. Cái màu này là đỏ đô nha. Hình như là bên em chỉ còn vài set cuối thôi. Hôm nay thì tụi em sẽ lên những cái set mà bán chạy bữa giờ gần hết hàng. Tạo cơ hội cho mấy chị sở hữu được những cái bộ váy ngủ rất là xinh xắn luôn. Trời ơi, bên em cái mẫu này tồn kho còn có không thôi mọi người, nhưng mà tự nhiên sót lại một bộ, chắc là lệch kho nên là em sẽ sale luôn. Mã này giá là 390.000, em sale cho mọi người còn 260.000 nha. Ai lấy comment đỏ giùm em, mẫu này thì free size dưới 55 kg mặc giúp em nha cả nhà. Cực kỳ sang luôn ạ.
mà đặc biệt là không phải là nó bị lỗi hay gì mà tụi em sale nha mọi người, nó rất là mới, đây là những cái hàng mới mà bởi vì nó chỉ còn có một mẫu duy nhất thôi, cho nên là tụi em tạo cơ hội cho mấy chị sở hữu được những chiếc váy ngủ hoặc là xinh xắn để mình có thể ngủ cùng chồng, ngủ cùng người yêu. Ngủ mình không được hả má? Ngủ à, ngủ, ngủ mình, mình. À, ngủ một mình à, ngủ mình là không được mặc đẹp cái gì á chị. Đó, cho bạn ngủ cho một mình đi chị. Đó. Ờ đúng rồi, cho em nói chuyện vui vui đi chứ nói chuyện là bán hàng em chịu không nổi cái nhà yêu. Rồi một rồi. Cái đỏ đô thuộc về chị Spray Thoa rồi, ok rồi. Em chốt cái này 260 nha, hết hàng luôn, hết luôn ơi. Thấy chưa, mấy chị mà không có chốt lẹ là hết em lấy hết, tại vì hồi nãy á là nói chuyện bình thường quá mọi người không mua, giờ nói chuyện vui còn có một cái duy nhất cả mọi người ơi, giành giật đi với em. Thôi được, giành giật đi chơi má. Ơi bán bộ bà đang bán đi 250 đó. Đây, bộ Esther 250 nè. Đó. Chị Phương Lê hồi nãy là chốt bộ màu đen rồi, bây giờ chỉ còn có một bộ màu hồng thôi nha mấy chị. Nè, em lại gần cho mấy chị coi cái thiết kế áo. Vẫn là ren nhưng mà nó là ở hai bên và là một cái ren nhỏ ở dưới nữa nha mọi người, rất là dễ thương. Vẫn là chất lụa satin, mặc vào rất là mát luôn nha mọi người, ngủ mà mình chà 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 lên nó mát lắm luôn. Rồi em lên thêm các corset cho mọi người nha. Mọi người không mua thì em sẽ nhờ bạn mẫu thay ra một bộ khác nữa. Tại vì mình qua mẫu à, mọi người muốn bạn mẫu mặc đồ bộ hay là váy, mọi người comment đi để em lựa đồ nè. Rồi, mọi người comment cú pháp váy hoặc là đồ bộ nha mọi người. Muốn xem mẫu gì đó, màu gì đó thì tụi em sẽ ủng hộ. Mia với Mira còn không em? Cái gì? Mia với Mira. Mia với Mira. Dạ em còn Mia với Mira luôn á chị. À, chị coi màu gì á chị yêu? Để em lên cái corset này cho bé Manu canh này cho mọi người coi nha. Ê bà, bà chuyển này vô luôn đi, đỡ thay chồng vô luôn. Cái này nó kín. Đây đây, chị mặc cho. Cái này là Mia hay là không, cái đó là mẫu khác, cái này là pyjama Mia để đang coi. Chị địa chỉ em có nguyên thông không? Dạ không chị ơi, bên em là Lê Văn Sĩ với chị, với lại bên em chị chốt trên livestream, còn chị ghé lấy thì chị chuyển khoản trước cho tụi em nha, để em nhờ các bạn tư vấn vào tư vấn cho chị Nguyên Thảo tính đò ghé chị. Rồi, cái mẫu này thì dành cho mấy chị mà thích là đầm nè mọi người. Kín đáo á mấy bà ở nhà mặc. Chị ơi chị check inbox giùm em nha chị. Radio Thoa. Chị Thoa. Chị Thoa cứ nhắn tin cho tụi em nha. Nè, cái bộ này á mấy bà là mấy bà mặc ở nhà kiểu kín đáo á là kiểu mấy chị mà không muốn kín thì mình cứ gài vô đây không vô tri mấy chị tự nhiên muốn thôi đóng. Gài hết cho em nha cho nó kín đáo đúng với bộ đồ đóng đóng là tự nhiên tiêu chuẩn, tự nhiên muốn làm gái ngoan á thì mua bộ này giùm em free size với 60kg nha. Tự nhiên cái bộ ở trong đang sexy vô em mặc cái bộ này vô nhìn nó ngoan hẳn luôn mọi người. Ví như tự nhiên mình đang hở ở trên lầu cái tự nhiên có khách á thì mình chồng cái bộ này vô mình xuống mình tiếp khách. Bộ này là 490.000, em sale còn 290.000, giảm 200.000 luôn á mọi người. Mặc ai vô lấy, rất là lẹ. Ai lấy comment giúp em. Trời. Không phải khen chứ mặc rất là dễ thương luôn nha mọi người. Rồi, ai lấy comment giúp em là đen cộng số điện thoại giúp em thì em có 3 màu nha cả nhà. Đây và cái set này mấy cái đầm này nè mấy chị. Mấy chị là chubby mặc ok luôn nha. À, dưới 63kg giùm em luôn ok. Bao chubby luôn mặc vô. Ủa cái này là dành cho chubby đó mấy chị, mặc vô là quá phù hợp luôn. Bộ đồ này sinh ra dành cho chubby. Đó. Đặc biệt có tặng kèm quần luôn nha mấy chị. Có 3 màu, màu nu, màu đỏ và màu đen. Thoải mái lựa luôn. Phải là em á, là em quất hết 3 màu luôn. Cả nhà ơi, em đang có một cái áo corset như thế này nè mọi người. Cái này là 290.000, trên livestream em sale còn 160.000 nha mọi người. Em sale gần em sale lấy khách thôi tại hiện tại mẫu này bên em chỉ còn vài chiếc thôi ạ. Ai lấy comment giùm em. Mẫu này thì em chỉ còn size S nha cả nhà, chỉ còn size S thôi. Cái hoa này rất là xinh luôn đó ạ. Đây, em cho mọi người xem gần đây ạ. Đây.
ngoài sau á mình có những cái nấc để mình gài vô cho phù hợp với lại form của mỗi người nữa đó mấy chị, nên mấy chị là yên tâm nha. Mẫu này mình tràn thêm laser á, mặc quần đùi ra đường hơi bị cháy luôn nha trời, bị slay luôn mấy bà. Bà nào mà muốn slay á là lấy bộ này giùm tôi, ghi giùm tôi là áo hoa cộng số điện thoại nha. Cái hoa văn như vậy thôi nhưng mà nó không có già nha mấy bà, rất là sang luôn, tôi thấy cũng đẹp nữa đó. Cái này là theo nha mấy chị, nên là mình không có sợ bị bung ra nha. Đó, nãy giờ em sợ nó rất là bệnh luôn. Ok mà. Màu nâu. Còn cái chỉ này là chỉ xanh ạ. Xinh 10 điểm. Bao luôn mấy chị luôn. À. Rồi, cái mẫu đang mặc đang sale còn 290, có 3 màu nha mọi người. Ai lấy chốt sớm giùm em nha mấy chị. Ai lấy chốt sớm giùm em. Đây. Mẫu này là free size dưới 60kg là mặc ok luôn. Mà mấy chị nào chiếc bi xíu mặc cũng rất là ok luôn. Đó, nói chung là mẫu nhà em bất chấp ký luôn. Rồi, mình lên thay mẫu này đi. Rồi, rồi, qua mẫu nha mấy chị. Qua nhanh nhanh để cho mọi người còn mua nữa. Mẫu đi á thì em sẽ giới thiệu mọi người vài chiếc quần lót nha. Thì quần lót này bên em là quần xẻ đáy, bây giờ em sẽ giới thiệu quần xẻ đáy trước. Thì mẫu này bên em giá là 90.000 một cái, hiện tại em bên em đang sale còn 40.000 một cái. Ai lấy comment giùm em là trắng cộng số điện thoại giùm em nha mọi người. Nó sẽ đáy như thế này luôn, rất là sexy. Comment trắng giùm em nếu mà anh chị có nhu cầu. Mẫu này thì đen giá là 80.000, bên em sale 50% luôn ạ, còn 40.000 một cái. Ai lấy comment giùm em là đen cộng số điện thoại hoặc trắng cộng số điện thoại giùm em. Hai cái mẫu này nó khác nhau nha mọi người. Đây em để cho mọi người xem gần cái chất liệu của nó nè. Đây, ren rất là mềm, mặc vô cực kỳ sexy luôn. Hiện tại thì em chỉ còn đen và trắng thôi ạ. Rồi em qua mẫu luôn nha. Đây, mẫu tiếp theo đây mọi người ơi. Cái mẫu này rất là lạ nha mọi người. Tại vì nó có một cái phần cột eo ở đây nè, ngay đây nè. Mẫu này bên em chỉ còn một bộ cuối cùng duy nhất, nên là bên em sale 410, sale còn 250.000 nha cả nhà. Một bộ duy nhất luôn. À. Trời ơi, sale sập sàn luôn mọi người. Sale này là 410. Sale bao nhiêu? Gần sale gần như là 50% luôn rồi mọi người. Rồi, mẫu này đâu tôi coi sao. Mẫu này size M nha mọi người, dưới 60kg mặc giùm em. Hoặc ra là size S mặc vẫn được, tại vì bạn mẫu bên em mặc size S nhưng mà mặc vô nó vẫn vừa người, vẫn fit người á. Mọi người mà mấy chị muốn mặc rộng rãi chút xíu thì mình lấy rộng hơn một size. Còn nếu thôi mình có lấy một bộ mà rộng hơn size hoài. À bộ này là ý là đang tư vấn cho mọi người biết là nếu mà muốn mặc rộng thì mình lấy hơn một size. Còn cái bộ này là em đang mặc là có chỉ còn một bộ duy nhất thôi nha mọi người. Và bộ này là size M. Rồi, ai lấy comment giùm em hồng cộng số điện thoại giùm em. Tụi em chỉ còn một bộ duy nhất 410, sale còn 250.000, cực kỳ dễ thương luôn ạ. 250.000 nha mấy chị. Mẫu này thì nó cũng không có quá kính. Nó kính không á? Nửa kính nửa hở đi. Tại vì thấy nè, có hở đâu. Nó cũng bó eo rồi này nọ nè. À, cái nơ này là có thể thắt trước và thắt sau luôn vào hàng không lỗi nha. Này vào thắt sau thử cho người ta coi. Nó ơi kỳ quá ha. Ừ, thắt trước thôi nha mấy bạn. Còn nó không mình bu lên vậy cũng được, rất là dễ thương. Chỉ có là sợ nó hơi đi rửa mặt thì nó hơi ướt thôi, nhưng mà thôi mình cứ cột lên đi mấy chị. Mình đừng làm đi làm khùng nữa. Rửa chế với mèo. Đó, cột cái nơ vậy dễ thương nè. Kính á 250. Mua đi. 250. Chốt đơn, chốt đơn. Ơi tôi ngại mấy bác ghê lắm. Ngại gì? Ngại cái kiểu chốt đơn, chốt đơn. Chốt đơn không? Chốt đơn. Không nói chuyện mà ra nói ra cũng ngại á má. Không chứ mình chưa quen á. Mình chưa có bài bản lắm. Mọi người có thắc mắc gì về những sản phẩm ở bên shop tụi em thì mọi người comment nha, tụi em giải đáp cho. Cái mẫu này cái chất không lụa mình, tôi nói thì mấy bà không mua là mấy bà tiếc á. Tại tôi thích mặc đồ bên tôi lắm mấy bà ơi. Giới thiệu luôn là cho mọi người biết là shop mình sẽ live 2 ngày trong tuần. Shop em sẽ like cố định 2 ngày trong tuần nha mọi người. Nên là mọi người theo dõi những cái phiên like để săn được hàng đẹp nha mọi người. Rồi, dạ. Cả nhà ơi, ai lấy comment giùm em là hồng cộng số điện thoại giúp rất là xòe luôn nha mọi người. Chỉ còn một bộ duy nhất thôi mấy chị ơi. Không có bộ thứ hai đâu. Em nói thiệt, đi khắp cái Sài Gòn này luôn, không có bộ thứ hai. Đó.
Trời cái bộ này nó mát, nó rờ nhưng mà nó đã lắm luôn. Thử hỏi ai mà có người yêu mà rờ vô cảm giác sao trời. Sướng cái tay chứ không má. Ê, trời ơi chị không nổi luôn nha mọi người. Chứ thật ra là em á, em có người yêu mà em mặc đồ bên em á, cái nó ôm nó thích lắm mọi người, nó cứ sờ hoài à. Thay vì nó thọc tay vô nó không chịu, nó phải sờ bên ngoài. Hỏi sao off hoài luôn mọi người. Không có má. Ý là em nói thật là em cũng thắc mắc lắm nha. Là ủa thí dụ mà ngồi kế mình thì phải thọc vô đúng không? Mà đéo, nó chỉ có ở ngoài thôi thì có là cái chất vải bên em rất là mềm. À sao tự nhiên đéo. Đời sống đời thường luôn. Kỳ quá à. Cái tiếng đó một hồi sẽ bị cắt bíp nha mọi người. Giá bao nhiêu shop? Dạ, cái set này đang sale còn 250 nha chị ơi. Một set duy nhất thôi. 410, sale còn 250, giờ nghe hết hồn không? Em nghe mà em chấn động luôn. Đó. Mọi người còn muốn nói gì thì nói đi, tụi em xin. Mọi người muốn em lên set ngủ hay là váy? Hay là mấy cái đồ gì mọi người muốn em lên đồ gì cũng được, mọi người cứ comment đi, em sẽ lên cho mọi người coi. Em màu khác đi. Em mới tự nhiên tính đưa. Hoặc là màu gì, mọi người muốn màu gì cũng được, mọi người comment đi thì em sẽ lên mẫu cho mọi người coi nha. Chiều khách hàng tới nóc luôn. Khách hàng là thượng đế, khách hàng là ân nhân của chúng tôi. Tôi còn lấy gì thùng bún luôn. Không, mọi người ơi, mọi người mà không mua đồ là xíu cầm cái cọng dây thun em bún là chị. Em cho bốn cọng dây thun vô tay em, bún vô luôn tay em luôn. Bởi vì Nguy hôm nay nó không nổ lực. Em tự tạo áp lực thêm cho em nha, mấy chị mà không mua là một hồi thấy cảnh em bấm dây thun vô tay em. Rồi, em qua mẫu nha. Rồi đi đi má, ngại quá à. Nó đi nó còn ngại á. Rồi cả nhà ơi, đợi xíu em bưng cái bộ này ra để em like cho mọi người nè. Cả nhà ơi em có một cái bộ body suit đó mọi người nè, em nói nè, xin không còn có một bộ mà trời, 410 đây, sale còn 270, ai lấy comment giùm em là body suit đỏ cộng số điện thoại giùm em nha, free size dưới 55kg, có gọng bust sub luôn, ngực thì hai lớp nhưng mà vẫn là xuyên thấu nha cả nhà. Đây ai mà muốn xem thêm set đó 45kg mặc được không chị? Dạ được nha Trần Anh ơi, set đó 45kg mặc vừa. Ủa mà set nào? Set màu hồng hồi nãy hả? Set màu hồng hồi nãy. Thôi em nhờ bạn nhân viên tư vấn cho mình luôn, tại vì hiện tại tụi em qua set mới rồi. Hello mọi người. Trời ơi cái set này dễ thương quá mọi người. Chị Trần Anh ơi, chị check inbox giúp em nha. Trời ơi, set này quá dễ thương. Ấy cái đầm này quá dễ thương luôn mấy chị ơi. Mà cái đầm này là cái em hạn chế em xoay nhiều nha, bởi vì nó là đó, nó hở vậy nè mấy chị đó. Sexy chưa? 390, sale còn bao nhiêu? Ê thông tin đó là giá 390 rồi, bà hỏi tôi sale còn bao nhiêu? Giá hỏi này là 390, sale còn bao nhiêu? Sale còn bao nhiêu? Bao nhiêu? Nói luôn đi. Mọi người vẫn chưa biết giá. Em cũng chưa biết giá nữa nên em hỏi sale. Mọi người đợi xíu nha chị. Alo, đợi xíu nha mọi người trời. Chưa. Sale còn 199k. Trời ơi. 199 cái đầm. Chất liệu như vậy mà sale còn 199. Mọi người không có lo hốt liền giùm em đi. Trời ơi, còn mấy bộ? Còn 2-3 bộ à. Trời ơi, chỉ còn có 2-3 bộ thôi. Không, mấy cái này còn 2-3 bộ thì chứ không phải là nói dắt để mọi người mua đâu mọi người ơi. Trời ơi. Nói thật là sao nè? Em chỉ có nói dắt người yêu em thôi chứ mấy chị là em không bao giờ nói dắt hết. Em nói thiệt, cái đầm này á, nếu mà là em mua em mặc á, em mặc được 2 mặt luôn á mọi người. Nè, mà sau này mặc thêm một kiểu nó vẫn ok nha. Sao bà biết vậy? Ủa vậy á hả? Tại vì cái mẫu đầm này á, mặt. Mẫu này là con người cũng có hai mặt thì cái đầm hai mặt đó là gì? Trời ơi. Để tôi nói nè, hôm bữa là tụi em bán là như vậy, tự nhiên bạn khách vô thử bạn nó mặc ngược lại mà em thấy cũng đẹp nên là đúng rồi đó mọi người. Thật sự nè, luôn. Em nói mọi người đâu có sai, đây cái mã này mọi người. Nè, mẫu đầm màu hồng này thấy không? Đây. Ở trong tồn kho là bên em hết hàng rồi nhưng mà bây giờ nó đang lội ra nên là bên em mới sale còn 199 rồi. Dạ hết rồi. Luôn. Chốt một đầm trắng cho chị Nguyễn Lan Si nha. Là hồng hả? Đầm trắng. Ủa đầm trắng hay hồng vậy chị? À vậy còn đầm hồng. Vậy còn đầm hồng. Đầm rồi. Trắng lò. Đầm 199. Nguyễn Lan Si đầm trắng. Có đầm lưới không ạ? Mình có đầm lưới nha chị, nhưng mà đầm lưới là em mẫu sẽ không mặc lên được nha, em sẽ mặc lên mẫu mannequin cho chị coi nha. Rồi để mặc cái bao lưới luôn nha chị. Mẫu mannequin mặc là em mặc bất chấp xuyên thấu luôn nha mọi người luôn. Còn em thì có giới hạn nha mọi người.
Đây chiếc đầm hai mặt. Đây. Họ là những cái đầm này á, mình mua mình gửi cho mấy cái đứa hater của mình cũng được nha mấy chị. Tự nhiên tốn tiền cho mấy đứa hater. Tặng cho nó đầm ngủ đẹp luôn. Không. Rồi, nè thôi. Ở ngoài ngoài trước là sẽ ren. Đó, quá ok luôn. Ngoài còn, sao chất lụa full. Giá bao trời nhiêu? Sale còn 299 nha mấy chị, 400 mấy mình. 199. Ủa còn 199 hả? Nó tại đó là người ta đánh cho. Mọi người thấy không, sale 199 em không chịu, em phải đòi 299 nhưng mà không được rồi mọi người. Chỉ có 199 thôi mấy chị ơi. Rồi. Trời ơi. Sao chị? Là hả? Chị có kêu cần kêu vô inbox. Rồi đang đang đầm. Dạ lưới em đang lên đầm lưới cho mình nha chị Ngân Kim. Còn à, còn chị Nguyễn Lan Si là em chốt cho chị cái đầm trắng rồi nha chị. Đầm này là thuộc về chị. Chị cho em mặc chút xíu. Không, ủa không, mình còn gửi cái đầm, mới đúng rồi. Đầm hồng còn 2-3 cái. Còn cái hồng này á là còn một cái. Còn một cái nha, còn cái màu trắng cái là nhà, đã thuộc chị Nguyễn Lan Si rồi. Cả nhà ơi, mọi người săn sale nên là bên em không có free ship nha mọi người. Rồi, hóa đơn 1 triệu thì bên em sẽ dạ, cài tóc là có bán luôn nha chị. 80. Cài tóc là 80k trời ơi, cài tóc gì mà rẻ vậy. Lưới nè, ren nè. Đó, một hồi nữa là có những cái mẫu nào ok là em sẽ lên kèm theo cài tóc luôn cho mấy chị thoải mái lựa nha. Mọi người ơi, cái mẫu mà màu đỏ, màu hồng. Không ngông được cái gì. Không ngọng. Hồng 49kg vừa không? Trời ơi, vừa sao không bà già ơi. 49kg là mặt bao đẹp luôn nha chị, như siêu mẫu luôn nha chị. Cái điện thoại này á, nó bị nặng á, xài iPhone 14 Pro Max á, nó nặng. Xíu vô nữa. Chắc phải đổi ta điện thoại iPhone 16 rồi cho nó nhẹ. Chắc phải nhẹ nữa rồi. Chị ơi, chị ơi. Cho em cái này chị mua 16 đi. Cái này nó nặng quá, nó gớp. Thôi kệ 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 đi. Ơi không phải đâu, chắc mình phải bật gì nè. Xin lỗi nha mọi người. Rồi rồi rồi. Chưa, để cao cho lên. Ê trời, hồi nãy giờ không có xí cái này hả? Không có xí. Trời mọi người. Để mọi người đợi xíu. Không tại nhìn cái mặt em gần xíu. Tụi em rồi, không có kỹ thuật á. Tụi em tự viên tự diễn á, nó làm nó hơi bị kỳ. Đi. Còn má này xíu xíu. Cái đèn là bật mát chưa? Rồi mát lắm. Rồi đó, hôm nay nhìn da nó bị đen á mọi người. Rồi, rồi, mọi người ơi, em cái... Dạ vừa chị ơi. Ủa vừa hết 40kg hả chị? 40kg là mặt skinny girl luôn. Là vừa. Rồi cả nhà ơi, cái mẫu mà xuyên thấu cho nó canh nha. Còn cái mẫu này có người lấy rồi là lên lên mẫu cả hay. Nói cái mẫu này có 2-3 cái lượng à, hay là một cái thôi. Còn hồng thì có cái duy nhất không? Đúng rồi. Rồi em nhầm nha chị, hiểu nhầm nha. 40kg mặt bao vừa luôn á nha chị. Tại vì những cái mẫu bên shop em là sẽ free size từ dưới 58kg đổ lại là mặt ok. Ok la luôn. Rồi cả nhà ơi, cái đồ shopee gì kìa chị. Rồi cả nhà ơi, cái mẫu màu đỏ này bên em giá 430.000 xuyên thấu nha. Là chị ơi, hồi nãy chị nào hỏi xuyên thấu đây nè, để em coi giá. Đem mẫu này rất là dễ thương, để em coi tồn kho. Rồi tồn kho còn hai cái cuối cùng nha mấy bà. Tôi nói thiệt á chứ tôi không có nói dối. Hai cái cuối cùng tôi sale nặng luôn 170.000 một cái. Sẽ nè, 170.000 thôi. Sale bỏ mẫu nên là ai lấy comment giùm tôi đỏ cộng số điện thoại giùm tôi nha. Sale bỏ mẫu 170 thôi, hai cái cuối cùng. Mọi người yên tâm nha, cái set này là lúc nào cũng sẽ có kèm thêm một cái chiếc quần cho mình nha. Chứ không phải là nó đi một cái set rời đâu, sẽ có luôn kèm thêm một cái quần. Bay, quần mà quần á thì không phải là những cái kiểu đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Nó là có những cái kiểu rất là táo bạo luôn. Đó, kiểu dáng mọi người không ngờ tới đúng không? Đó. Nè, cái quần này bên tôi, bên em bán lẻ là 80.000 một cái rồi mà tính ra nguyên cả set có 180.000, 170.000 thôi, quá là hờ luôn trời. Mà tùy nha mọi người, có thể set này, quần này mà set khác là cái quần kiểu khác nữa, nó đặc biệt ở chỗ đó đó, cho nên là mọi người hãy cứ hốt thoải mái. Nhiều set về cho em mà không có sợ bị trùng lặp nha. Đó. Bán này luôn. Đó, mua một món mà được tới hai món luôn mà lại còn đang sale nữa chứ. Trời ơi, không lẽ bây giờ tôi xuống tắt like tôi đi mua luôn hả trời. Ủa? Sao lại gần nó lại sáng rồi đi sao nó kệ luôn. Đây, cái đầm này của em là vẫn còn nha mọi người, hồi nãy cái báo lộn rồi cả nhà ơi, cái đầm này 199.000 bên em vẫn còn hàng.
Cái mẫu này bên em là 170.000, còn hai cái cuối kèm quần luôn. Ai lấy comment đỏ số điện thoại giùm em, trắng cộng số điện thoại. Ê tự nhiên quay qua đó vậy má, cho người ta coi sơ lưng. Tại vì đầm này là hai mặt nha mấy chị, hồi nãy em đã giới thiệu rồi đó. Đó mọi người, mà mấy chị nào mà coi vô live sau á thì mình có thể tua lại chứ ở ngoài trước á để mình coi lại mẫu sơ rồi mình inbox cho tụi em vẫn được nha. Không, em cảm thấy mọi người không nên tua lại, tại vì cái gì đã qua thì mình đừng quay lại. Trời ơi cũng được đâu. Ê cái mẫu này là nó vậy nha mọi người, nhìn nó không có đâu. Em là người yêu cũ nhắn tin là em vẫn sẽ quay lại nha mọi người. Ủa chị tại sao mua đồ đẹp lại không bấm lại coi? Ê để cao lên má. Mọi người thấy cái mẫu này hờ hững đúng không? Nhưng mà không, thấy kín đáo đúng không? Nhưng thực ra là ở bên trong là con quỷ, tại vì xẻ ra cái là xiên hấu liền luôn mấy má ơi. Xẻ hai bên luôn nha. Tại vì mẫu em không có dám. Chốt hồng nhé. Rồi, chốt rồi. Cái hồng thuộc về chị Lê Hồng. Xin cảm ơn chị. Chúc mừng chị. Đó. Màu hồng này là bảo đảm. Chị mặc vô nếu không có người yêu là có người yêu liền, mà còn có chồng là chồng yêu thêm luôn. Ê, không có người yêu là phát đúng không? Là sao? Cái mẫu xuyên thấu này 170. Có bộ đùi không? Ê đổi đồ đi. Có bộ đùi không chị? Dạ rồi có, em lên liền cho chị nha. Bộ đùi. Để từ từ kiếm bộ đây. Em bộ xanh này đi. Rồi cả nhà ơi, cái mẫu này bên em vẫn đang còn nha, xuyên thấu đỏ đang sale còn 170.000 thôi ạ. 170. Có khách chốt chưa? Còn hai bộ á chị. Rồi một người chốt cái đầm này rồi, vậy là còn một cái cuối thôi cả nhà yêu ơi. Trời ơi mình tranh thủ mình ship giùm em đi ạ. Đó, em thấy là mọi người đang inbox cho tụi em rất là nhiều để chốt luôn, nên là ai mà chưa hả thì vui lòng. Chị cái chị xe ra thoa chị xin á, chị coi lại. Rồi cả nhà ơi, mẫu này đang là 170.000. Em mới có khách chốt rồi, bây giờ hiện tại tụi em chỉ còn một cái duy nhất thôi. Ai lấy comment giùm em là đỏ đô cộng số điện thoại giúp em nha. Rồi bà mẫu bá ra hello rồi. Mấy chị, đây bộ đùi cho chị đây. Trời ơi dễ thương. Chịu đi chị. Rồi đơn 800 bên em free ship nha. Cái mẫu này là 390, bên em sale còn 199k thôi ạ. Ủa dễ thương quá, em phối thêm cái cài nè mấy chị, nhìn dễ thương ghê không? Đó, nên mấy chị mua đồ bên em là không có sợ lo bị bí mẫu nha. Em sẽ phối freestyle vô cho mấy chị coi luôn. Mặc vô bộ đồ nó có đơn giản, nó cũng chứ nên là rất là đặc biệt luôn. Rồi, mẫu đó thì bên em sẽ có hai màu là cam và blue. Ai lấy xanh thì comment số điện thoại giùm em, 199k nha. Cái dạng này không phải là dạng đồ trẻ em đâu mọi người, mà là dáng rất top á, nên là nhìn nó ngắn ha. Đặc biệt cái màu baby blue này là đang rất là hot luôn nha mấy chị. Mấy cái ca sĩ nổi tiếng rồi celeb rồi này nọ là người ta rất là thích cái màu này luôn. Mặc vô là rất là phong thủy luôn nha mấy chị. Đổi vận lên. Trời ơi, cái form dễ thương ghê. Mặc vô gì nó rất là baby. Đúng như cái màu của nó luôn, baby blue. Đó, đám mây. Ai lấy comment giùm em là xanh cộng số điện thoại hoặc là cam cộng số điện thoại giúp em nha. Đó, quần thun nè, mặc rất là co giãn, thoải mái luôn. Không có sợ mà ăn no quá bị chật hay gì, bao luôn. Đó. Rồi, kéo nè. Free size dưới 60kg giùm em, 199k. Rồi em chốt bộ xanh cho chị Nguyễn Lan Si. Cảm ơn chị Nguyễn Lan Si. Mọi người ơi, thả tim cho tụi em đi mọi người. Những trái tim của mọi người sẽ làm niềm vui của tụi em. Đó, màu đỏ nữa nè, màu đỏ mặc vô rất là nịnh da luôn á mọi người. Chị ơi, chị lấy cái cài luôn không chị? Lấy cái cài hình nguyên set luôn. Chưa khác. Rồi cả nhà ơi, mọi người không chốt nhanh là bên em sẽ qua mẫu nha, qua mẫu liên tục luôn, go. Rồi, sexy girl đó chị. Rồi, mặc thêm một cái bộ đồ bộ đó cho mọi người nha. Rồi, cả nhà ơi, mình có nhu cầu mè mua quần lót thì cũng vượt qua tụi em. Tụi em mới ra một cái mẫu quần mới luôn mọi người, ba màu ha. Em có màu trắng nè, màu trắng, bốn màu luôn, màu trắng, màu nu,
màu đỏ với màu đen. Quần này giá là 80k một cái. Bây giờ mọi người mua một cái thì chỉ còn 40.000 thôi. Em sẽ sale 50% để mọi người mặc thử. Mọi cái thì tụi em chỉ sale 2-3 cái thôi. Bên em là có quần đỏ, quần đen, quần trắng và quần nâu. Ai lấy thì comment giùm em quần cộng số điện thoại, quần màu và cộng số điện thoại giùm em. Đây em cho mọi người xem gần nó. Cái này là lụa nha, còn ở đằng sau sẽ là ren đó ạ. Đây là quần kiểu mới bên em luôn, mặc rất là mát, rất là tôn dáng luôn á cả nhà. Tại vì nó sẽ ôm sát vào cơ thể của mình nhưng mà nó sẽ không gây khó chịu cho mình. Đây. Rồi, giơ tới đây mọi người. Rồi. Trời ơi cái set này sexy quá. Cái mẫu bé mi đang mặc là Mỹ đang mặc là giá là 330.000. Em sale còn 189.000 nha mọi người, tại đây là mẫu mới bên em á. Ai lấy thì comment giùm em là mẫu nu cũng số điện thoại giùm em. Cực kỳ dễ thương luôn, đáng yêu. Trời, luôn. Mẫu mới mà cũng sale luôn á mọi người ơi, hốt lẹ đi mọi người. Mỗi cái một màu nhé. Nguyễn Lan Si lấy cái quần mới á chị. 40.000. Chị Nguyễn Lan Si, chị mới lấy cái quần hồi nãy đúng không? Chị lấy cái quần hồi nãy đúng không chị? Rồi rồi đúng rồi. Rồi. Đây bộ baby. Trời ơi, cái này mà mấy chị mà có dáng chút xíu á mặc vô hả? Bao sexy luôn á mấy chị. Đen mẫu là đen 1m6, 58, 50kg nha. Em mặc vô là nó fit size như vậy nè. Đó, mọi người thấy đẹp, mọi người thả tim cho em nha. Cái này là em thiết kế thêm một cái cây cài luôn. Đi ngủ là em cũng cài tóc luôn, điệu mà mọi người. Thôi, nè mọi người, em nói mọi người quay cuộc sống chiêu chiêu hưởng thụ đó thì mọi người mặc đồ bên em xong mọi người em cảm ơn chị Nguyễn Lan Si nha. Quay TikTok đồ đó thì tạo đồ bên em là nó sang. Trời ơi, set này dễ thương luôn. Set trắng này trong trẻo nè mấy chị. 390 ha mọi người, em sale một bộ thôi tại vì bộ này bộ mới thì cũng không có sale nhiều. Nói chung là sale còn 189.000, sale một bộ duy nhất thôi, xin thấu trắng cộng số điện thoại giúp em nha mọi người, rất là mềm luôn. 189.000, ai lấy trắng cộng số điện thoại giúp em nha cả nhà, một bộ duy nhất thôi ạ. Còn mẫu này thì sẽ có màu đen và màu nu. Ai lấy thì comment giùm em đen cộng số điện thoại, nu cộng số điện thoại giúp em nha cả nhà. Đây. Ủa cái này có size không? Mẫu free size hết. Rồi, ai lấy comment giùm em trắng cộng số điện thoại giùm em hoặc nu. Mẫu này là xẻ ngực đó nha mọi người, mặc vô nó mấy chị nó có ngực mặc vô nó rất là sexy luôn. Ai lấy comment giùm em trắng cộng số điện thoại hoặc nu cộng số điện thoại giúp em nha cả nhà. Mỗi mẫu thì bên em chỉ sale 1 đến 2 set duy nhất thôi ạ. À. Và mọi người ơi tranh thủ vào săn sale đi, tại vì hiện tại là tụi em sẽ qua mẫu và khi mà qua mẫu rồi thì tụi em sẽ không có sale lại và có những anh chị sẽ inbox chốt đơn trong inbox của tụi em đấy ạ. À. Dạ, nếu như mà mọi người ngại thì mọi người cứ việc nhắn tin cho tụi em đi, tụi em sẽ check inbox cho mấy chị. Tại vì nhiều khi mình comment á, cái xưa mình sợ gặp người quen này nọ. Ok rồi. Ủa có màu xanh nữa hả? Không, mẫu này mẫu mới à, rồi hay qua mẫu nha mọi người. Hay luôn. Tại vì á, mỗi bộ thì bên em chỉ sale có một bộ thôi mà mọi người không lấy thì tụi em sẽ qua mẫu luôn. Giống như cái mẫu này bên em là free size, giá 390, em sale còn 179.000 một bộ duy nhất thôi ạ. À. Ở đây là lớp mềm nha, mình mặc ngủ vẫn được, không có bị cọ da. Ở ngoài là một cái lớp ren nè, em để cho mọi người xem. Đây, cực kỳ dễ thương luôn ạ. Cái này là nơ nha, thí dụ như là mình muốn mở một món quà đó mọi người, ai cũng thích được mở quà hết thì em nghĩ đây là một món quà dành cho mấy anh đó mọi người. Đó, cỡ ra như thế này cực kỳ sexy luôn. Ê sexy quá ha. Ê tôi ủa. Ê bà, mẫu này tôi nhìn tôi cũng thấy sexy nữa. Dễ thương lắm đó. Mọi người phải mua về. 179.000 trắng cộng số điện thoại giúp em nha. Mọi người ngắm tận mắt là mọi người mới thấy hết hồn, tại vì tụi em không thể nào diễn tả bằng lời được những cái bộ đi mọi người coi được. Còn đây là cái mẫu mà em lên tiếp theo cho mọi người nha. Nè đây. Rồi cả nhà ơi, ở giữa nha mọi người. Cái mẫu này là màu xanh ha mọi người, giá là 390.000. Em sale còn 250.000. Ai lấy comment giùm em là xanh cộng số điện thoại giúp em ạ. À. Cái màu xanh. Chị vô bước vô lại. Màu xanh này ở ngoài á nhìn nó rất là sáng nha mấy chị. Đó. Mặc vô cũng rất là lẹ nữa. Mình chỉ việc cột nơ vô thôi. Rồi, cả nhà ơi, váy ngủ Savage có sale không? Để em xíu. Savage.
Sao vậy, chị đang muốn xem màu nào á chị? Màu xanh, màu hồng hay là màu đỏ? Tại vì mẫu đó bên em không có sale, mà chị lấy thì bên em sẽ giảm 10% trên livestream cho mình nha. Hay cột vô từng cái cho mọi người coi. Tại vì nó lỡ bung mà em cột vô luôn đó. Mình cột lên lơi hơi hơi vậy thôi, chứ nó hở ra ở giữa cho nhìn nó sexy. Đó, em cột từng cái cho mọi người coi. Chị Nguyên Kim màu đỏ. Màu đỏ là set nào ta? Set mannequin mặc hồi nãy đó đúng không chị? Màu đỏ là nãy. Hay là chị nói màu đỏ mấy cái quần chip. Tự làm tôi lắc quá bà ơi. Thôi mà cái mẫu này có màu đỏ với màu xanh nha. 250 ai lấy comment xanh. Mẫu này có xanh. Màu đỏ nha chị ơi. Màu đỏ với màu gì? Màu xanh. Nè, để mặc xanh, màu xanh hai màu với mọi người. Set này là free size nha. Mà mấy chị nào mà ốm chút xíu cũng không sao hết, bởi vì nó là có cái thiết kế là cột dây ở ngay giữa này, nếu như mà mình gầy quá thì mình vẫn cột vô được. Đó, một bộ đồ dễ thương. Rồi, ai lấy comment giùm em là xanh. Là đang có khách rồi mọi người, nên là chậm chậm biến chi không để cái bà chốt đơn, bà đang bán đồ. Rồi. Đó, mọi người cứ ngắm mẫu nha. Ngắm mẫu là ngắm bà hay là ngắm không, đồ? Ngắm những cái mẫu nãy giờ tụi em lên nha. Váy ngủ sa vẹt màu đỏ. Rồi, đang xem 1% á, chị ok thì bên em từ từ. Nếu mà chị ok thì chị nhắn tin vô cho tụi em đi. Không, không. Chị ok cho nó luôn đi là bên em chốt luôn. Để chị biết. Nhắn vô cho biết. Đây nè. Xem 1% á. Nè bà. Váy đỏ là xem 10% nha chị ơi. Đây, hồi nãy mannequin mặc nè thì phải. Không, chưa mặc. Nè, chưa mặc luôn. Váy đỏ xa vẹt. Rồi, chị ok không chị? Ok không? Là giá nhiêu? 4 giá sale. Giá sale còn bao nhiêu? Giá như sao? 430. 430 là sale 50.000 luôn đi. Là sale 10% là 43.000, là 50 là 380 đó chị. Sale còn 380 nha chị. Tại vì cái mẫu này là bên em hàng mới chị ơi. Em không có sale được nhiều. Cái chất vải em gỡ ngoài nó đã lắm ấy luôn á nha chị. Chị cầm về rồi cho tụi em feedback nha. Nè, khách quen á. Đó. Sờ vào rất là đã tay. Ok không? Chị ok không? Chị ok nhá, ok cho tụi em nha chị. Rồi, mẫu này còn hai cái và hai cái cuối. Đây. 430. Mẫu xuyên thấu nè. Mấy chị nãy giờ nồi xuyên thấu đây nè. Sale còn 170. Sale còn có 170 thôi mấy chị ơi. Bằng với Shopee. Nãy mẫu đó là còn 1,59 chị. Đây, mẫu này cũng đang sale nha mấy chị. Ủa, mẫu này có kèm quần không? 1,770. Bằng với Shopee, dạ đúng rồi chị, tại vì mẫu mới bên em không có sale. Cái này sẽ ra hai bên. Có không? Quần nào? Không, nó là gì để ra một bên nè. Hai chị nè. À, sẽ ở giữa. Ôi, cái mẫu này lạ nè mọi người. Đó. Đó. Shopee. Rồi. Quần cũng lạ đó nè, thấy không mọi người? Mẫu này đang sale còn nhiêu quên rồi, 170. Còn 170.000, 2 set cuối cùng. Ai lấy comment giùm em là Hồng cộng số điện thoại giúp em nha. Trời, set này dễ thương nè mấy chị ơi, có cái nơ nhỏ như bao xuyên thấu luôn. Mà đặc biệt là cái chất vải bên em á, mặc vô nó không có bị ngứa nha mấy chị. Nhìn cái lụa, cái van vậy thôi, chứ mình mặc vô nè, em chà lên tay cũng không có cảm giác ngứa hay là chăm chích gì hết đó. Rất là thoải mái luôn. Nên mọi người ngủ là rất là thoải mái. Mặc ngủ luôn cũng được. Tôi thấy mặc thức đi, tự nhiên mua váy mặc ngủ á. Thì mình thức xong rồi mình ngủ. Nè, em ôm nó lên. Đó. Rồi, 430 nha. Sale còn 170. Trời ơi, giá cực kỳ tốt luôn. Còn kịch, mấy hai bộ thôi. Kịch chân luôn. Gì? Còn gì nó đỉnh nóc. Hai bộ cuối cùng nha. Chị nào lấy comment cú pháp Hồng kèm theo số điện thoại giúp em đi. Còn bộ em đang mặc là... Sao còn bao nhiêu quần là lên? 250 nữa. Xanh ngọc. Rồi, mẫu xanh ngọc đang sale còn 270. Ai lấy cho mình giùm em. Rồi, sale mẫu này còn 159 bà. Rồi, em qua mẫu nha mọi người. Rồi, cả nhà ơi, ai mà có bạn bè thì tác vào săn xe với tụi em nhé.
chờ đợi thì em lên thêm mấy cái quần ha. Mẫu này bên em giá 80.000, hiện tại em chỉ còn hai cái cuối thôi. Ai lấy comment giùm em quần đen cộng số điện thoại giùm em sale còn 40.000. Ai lấy comment giùm em là quần đen cộng số điện thoại giúp em. Mấy cái quần này thì bên em ít có đăng lắm, tại vì thường là mấy chị khách đến mua ở showroom là cũng nhiều á, thì nó mau hết hàng, tại vì cái brand này bên em thì nó cũng chỉ có giới hạn thôi cả nhà ơi, nó không có sản xuất được nhiều nên là bên em cũng không có đăng. Ai lấy thì comment giùm em là quần đen cộng số điện thoại giùm em, hiện tại em chỉ còn hai cái thôi. Đầm hồng bao nhiêu vậy sếp? Dạ anh ơi, đầm hồng này bên em đang sale còn 170.000 thôi à, anh ok không? Hiện tại bên em chỉ còn hai cái duy nhất thôi đó ạ. Rồi, em thấy là bạn nhân viên báo là đang tư vấn rồi. Rồi. Rồi, em lên mẫu mới luôn nha mọi người. Mẫu này là đang sale còn có 170 thôi nha mọi người. Sale 2 cái thôi bà. Sale còn 2 cái thôi, chỉ còn có 2 cái thôi. Rồi. Trời, đó. Sao mà tông sẹt tông với cái kia dữ vậy trời. Đó, phối với cái con mèo nè ha mọi người, dễ thương chưa. Kế nè, ở đây có nút nữa nha mọi người. Gì như chị cái hũ Aura mà không có sale không. Aura hồng em không sale chị ơi, cái đỏ đồ mới luôn chị yêu ơi. Ê bà đứng đây tôi quay clip một cái bà. Đến đây nè. Giờ là thời gian tụi em quay clip rồi cả nhà yêu ơi. Rồi, rồi ok. Rồi ok, dễ hơn á. Rồi, rồi. Cho xin mười mấy giây quay clip tại vì đó. Tụi em có bán đeo cài nữa nha mọi người. Cài này là tụi em có bán luôn. Cài chỉ có giá 80.000 thôi. Rồi cả nhà ơi, ai lấy giùm em thì comment giùm em là hồng cộng số điện thoại nè. À, đồ bộ hồng cộng số điện thoại nha. Bộ này là 170. À bộ này cũng 170 luôn. Váy hồng còn 2 bộ. Một người chốt trong inbox rồi, còn một bộ cuối cùng thôi ạ. À. Bộ này thì còn một bộ duy nhất nha mấy chị, còn bộ em đang mặc thì còn 2 bộ. Mọi người có thể chốt. Phi size với 60kg mặc vừa, mình mặc ở nhà rất là dễ thương luôn. Đồ hồng này rất là tươi nha mấy chị. Tụi em đang gì đó. Cái họa tiết này nó như là cái đồng hồ hay là bông hoa gì nè. Mặc nhìn nó đơn giản thôi dễ thương. Em là đang 1m60 mấy 50kg nha mấy chị. Mặc vô là nó kiểu rộng rãi thoải mái vậy nè. Đó, con hồng rất là trẻ trung. Chiếc vải cũng là chiếc vải lụa satin luôn. Mặc vô là mát lắm luôn. Đó. Cái gì nào mà sợ mặc đồ ngủ mà kiểu bị mặc đồ bộ mà bị nóng á, thì mình mua những cái bộ đồ mà có chiếc vải là lụa satin như này mình mặc vô nó rất là mát. Đây, lên cái bộ màu đỏ này cho mannequin đúng không? À. Mọi người ơi, mẫu đỏ này bên em chỉ còn hai cái cuối cùng thôi, không xạo luôn đấy. Hai cái cuối cùng nha. Mẫu này là 390 free size với 60kg mặc vừa. Giá là 390, em sale còn 190 nha cả nhà. Giảm 50% cho mấy anh chị luôn ạ. 190 thôi, hai set cuối cùng. Ai lấy comment giùm em đỏ cộng số điện thoại giúp em nha cả nhà. Tụi em chỉ còn hai set cuối cùng thôi. Mẫu này mới thì cũng có kèm quần luôn ạ. Đây. Những cái mẫu đầm bên em là thường sẽ có tặng kèm theo quần cho mấy chị nha. Đó, mỗi chiếc quần có một cái thiết kế khác nhau nên là rất là dễ thương. Cái mẫu này dành cho mấy chị mà kiểu là phú bà đó đang săn hồng hài nhi. Mà màu đỏ nữa nha mấy chị, sao chịu em nổi. Đúng rồi. Săn hồng hài nhi, tại em thích săn hồng hài nhi. Ê, bà là săn Vương Hoa Dương là sao không biết. Bà không biết hả? Ơi em như gì kỳ nhỏ không biết là bây giờ bà tính ra lướt TikTok nhiều lắm đó mà không biết luôn. Ờ là bà quen mấy người nhỏ hơn là Hồng Hải Nhi, còn lớn hơn là Vương Hoa Dương, hiểu không? Trời ơi em sớm quá mọi người ơi. Đỏ rồi, rồi chốt còn một set đỏ nha, một trăm chín chị cho anh. Còn một set cuối cùng. Cảm ơn mọi người thả tim cho tụi em đi. Rồi hết đỏ luôn. Cảm ơn.
chúc mừng hai vị khách hàng đã chốt được set màu đỏ này của tụi em. Nghe giả chân luôn á. Nghe công nghiệp á. Nghe công nghiệp á, nghe kỳ á, nghe ngại á. Rồi. Màu hồng này dễ thương nè, không có chị nào lấy hả? Không lấy mà một hồi nữa là có khách chốt là hết mất tiêu đó nha mấy chị. Tại vì có nhiều người chốt ở trên inbox quá mấy chị. Để nếu mấy chị không lấy thì sẽ qua mẫu luôn. Áo chàng, áo chàng. Áo chàng. Áo chàng màu cam. Này như là màu cam cháy á mọi người. Nè, mọi người tưởng màu đỏ nhưng mà nó là màu cam kiểu cam cam hồng hồng nha. Cái mẫu áo chàng này á là mình dùng để mặc với những cái bộ đồ mà sexy hoặc là những cái đầm á. Mấy chị muốn mặc đầm mình mấy chị đi. Tôi quyết định là sẽ mọi người mà không mua mẫu này em sẽ mua về mặc rồi không nếu mà có người yêu dành cho những người mà chưa có người yêu thì phải cái có người yêu thì phải mua tặng người yêu chứ lay đi á chị. Ê bà này bà không có lo làm việc á, bà lo làm cái gì bà cười khe 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 khe. Bây giờ có làm việc không người ta like rất là tiếng khe 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 đúng rồi chị cười mà. Ủa? Nghe khè khè khè. Ủa ổn gì vậy? Cái gì kỳ ha? Ủa gì này? À gì nè má. Trời ơi. Trời ơi, dễ thương quá. Mở nhạc vui đi chị, mở mấy cái nhạc này lè không có hứng á. Để thu dây lại nha. Ê mẫu này đẹp quá vậy trời. Ê tôi không, có người, baby. Tôi mà có người yêu là tôi sẽ mua bộ này liền á, nhưng mà tại tôi không có người yêu. Ủa? Gì vậy trời? Gì cái bà nội? Cái dây à đây đây. Đây. Rồi. Đó. Ê, cái mẫu áo chàng bạn này đang mặc là 630, sale còn 300 nha. Sale mà nó thật là phải mà tôi chủ quá là tôi sale 99.000 mà tại tôi không phải là chủ là tôi chỉ sale 300.000 thôi. Trời ơi, cái chất vải nó rất là xứng đáng với lại cái giá tiền luôn không, mọi người. Không xứng đáng. Nó xứng đáng với giá 630.000 chứ không xứng đáng với giá 300.000. Trời. Mẹ mâu thuẫn mâu thuẫn không ý là bé này nó kêu con. Vậy là không được không ok mặc chứ không mặc luôn ý không phải tại vì á đang lên kêu mấy anh Trang. Ủa cái này sale còn bao nhiêu? Mấy anh Trang theo đuổi á, giả bộ lên coi livestream thấy ý là em thích bộ này lắm anh ơi, anh mua cho em chứ. Bộ này còn bao nhiêu? Bộ này còn bao nhiêu? 430. 430 còn. Còn nhiêu? Ai biết. Còn còn 199 đi ha. 199 nha mọi người. Trời dễ thương. Mọi người phải thật, mua về mọi người khen tận mắt mọi người mới hiểu được do tại sao tụi em được khen như vậy. Do tụi em bán gì đam mê tụi em cũng không biết giá nhiều hết. Bây giờ lỗ thì chủ em chịu thôi chứ chứ tụi em chỉ được trả tiền để nói thôi chứ sale như thì ai biết. 199 nha. Đó. Có quần đó này má. Tuy vậy nhưng mà chất lượng sao là tụi em nói vậy thôi. Ê, không có nói điêu nó sợ. Còn một cái à ai lấy giùm đi trời. Trời một cái duy nhất nha mấy chị. Cái quần nè, sexy chưa? Ê, tôi thấy cái gì đúng chưa ta? Đó. Không má, ai mặc vậy? Chứ sao? Vậy nè má. Vậy hả? Ồ, nó là lọt khe má ơi. À, lọt khe. Gu bà đâu lọt khe đâu. Ủa, không biết mặc này hả má? Không có mà. Ê, ngại á, tự nhiên ai mặc vậy má? Quỷ này che cái đít bị gì hết trời. Em gái nhà lành, mọi người ơi. Nhà lành, nhà lành đi like, lộn gì. Tập dâm. Gì? Tập cách dâm. Ai nói tập cách dâm? Tôi. Ai comment là kêu lóc rồi đó. Đây. Còn lọt khe nha mấy chị nó ưng lọt khe là đúng mẫu này của mấy chị luôn. Em kéo cái co giãn thoải mái luôn. Đó, cái này dễ thương lắm luôn, nó thiệt giống như công chúa vậy lại gần luôn nè. Ồ. Cưng chưa? Cưng mọi người comment chứ cưng nha em đi. Để em biết. Nãy giờ không thấy ai thả tim hết trơn, buồn quá đi. Đó, mẫu áo choàng của em sale còn 299 hay 399 nè? 300. 300 luôn. Rồi. Này tắm xong choàng vô nè. Ê mọi người, em không biết sao nha, nhưng mà em đi du lịch đó mọi người, em hay đem áo choàng theo, ý là không phải mà lễ là sống ảo á mọi người, ý là mình quay clip lên nhìn nó cũng xinh chảnh nhìn nó cũng người ta thấy mình phong bạc, mặc dù là ngày nào em cũng gắm lụa sao hoa.
À, trà sữa mắt cướp lồng lộn nha, nhưng mà trong tài khoản là chưa còn đủ 100.000 nữa. Âm hư. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà thực sự là ít ra là mình cũng phong bạc được cái áo chàng á cả nhà. Ê được mà, sang mà đúng không? Nhìn người ta tưởng tiểu thư á mà đâu có tiền trong túi đâu. Trời ơi, chết luôn mọi người. Ờ, nãy em mới ăn mì tôm luôn mọi người, nhưng em vẫn check in là em đang ăn sushi rồi. Có gì mình thêm mấy cái hình Photoshop, mình thêm mấy cái hình mấy cái con bào ngư như cá. Nhưng mà qua mẫu này luôn. Nhưng mà ý là do em khổ vậy nên là mọi người ủng hộ đi, ủng hộ tiền để em mẫu có tiền. Một tháng. Không là biến bán quá. Nói bây giờ tụi em im lặng nha, cho mọi người nói nha. Mọi người cứ comment như cái chợ em ra đi. Như cái lớp học hay là như gì đi. Để tụi em im lặng cho. Cái bộ này còn một bộ mà bữa khách hỏi quá trời luôn mà không bán. Nghe nói nhưng mà mọi người tụi em qua mẫu mà mấy chị muốn coi lại á thì mấy chị bấm tua lại vẫn được nha mấy chị. Mình không có lo bị bỏ lỡ mẫu đẹp nào hết, mình có thể tua lại mình coi. Giống em hay coi lại mấy cái livestream lắm. Tại vì nhiều khi em dành không kịp nên em phải tua lại em coi. Dạ. Mọi người, tự nhiên á đang đâu cái tự nhiên dư gan cái nữa nè. Ê, bán 180 nha. Ê, mua giùm đi. Trời ơi. Ê, không hiểu sao luôn. Không hiểu sao luôn á. Ê, kỳ ha. Nãy giờ có chú xét nào 180 luôn mọi người, toàn 170 luôn. Đó, đến này 180 nè. Mặc vô má, mặc vô đi má. Dễ thương lắm luôn. Ê, ai mấy anh con trai mà đang coi á, có vợ có bồ thì mua ủng hộ tụi em xét đi. Ý nè, vừa ủng hộ gái đẹp mà vừa có đồ cho vợ mặc nữa. Còn nếu không mà mấy anh nào FA thì mấy anh mua tặng cho em cũng được. Cái gì vậy má? Mua không... chốt trên like rồi tặng cho ai mình ghi tên cũng được nha mọi người. Không đấu giá đi, một buổi ăn tối cùng Mỹ. Mua đồ là sẽ được ăn tối chứ vậy đó bà. Bà bán bà đi. Trời ơi. Đừng ngại. Không có nhớ được. Món này 180 nha. Đà. Một bộ thôi, tự nhiên bị lòi ra luôn. Em đang cầm mấy bộ máy. Cái này là nó kiểu ôm ở ngay cái eo nha mấy chị, ôm vô nha. Nên mình nhìn nó không có bị kiểu mặc vô mà sợ nó bị rộng thùng thình á. Kiểu vậy. Ngoài sau vẫn là cái chiếc Thunder UV. Trên đây là nơ luôn, mà cái nơ này là cố định luôn, mọi người không có bung ra được. Nó là một cái nơ để im như vậy luôn. Đó, đem mặc ngay ngắn lại cho mọi người coi nha. Cái méo méo trời. Ê, bà thay đồ. Ê, thay đi má ơi, tôi thấy bà thay đồ đi. Em đi thay mẫu mới nha, mấy chị cứ ngắm cái mẫu này giúp em nha. Đứng nói chuyện 2 giây tôi kiếm đồ. Rồi ok, em sẽ qua cái mẫu tiếp theo cho mấy chị. Mẫu này phải gọi là siêu phẩm luôn. Sao biết siêu phẩm? Ủa sao màu này quẩy? Tại tôi không qua bên kia được má. Có đâu. Ủa này cái này đó nha. Ê, cái này đi. Thôi mà cái đó bác không chạy đâu. Tại cái này tôi còn ít nè, bà bán giùm tôi đi. Ê, cái đây nó được, cái đây nó không làm sao đây. Còn cái gì nhất là nó cái lụa. Đồ mới luôn á. Ủa cái... em lên qua mẫu nha mọi người. Bà tin tôi đi. Mẫu này là 180.000 á mọi người. Ai lấy thông tin giùm em đỏ cộng số điện thoại giúp em nha. Ê mọi người tranh thủ mua giùm em đi, tại vì tụi em sắp hết giờ đấy trời. Chị có lên đơn mua giùm em không vậy? Ok ok. Rồi cả nhà ơi, biết sao không, tự nhiên đang like cái trai nhắn tin đó nên là em bị một phút quên công việc. Đây, mẫu này là 180.000, đang 390 xe còn 180, tụi em chỉ còn một bộ thôi. Mẫu này là cái style cổ điển á cả nhà. Em thấy hơi là em thấy khá sang. Ở đây nó sẽ có hơi sexy một chút, tại ở đây là cái phần ren xuyên thấu nên là nó sẽ lấp ló cái body của mình nha mọi người. Ê, nhưng mà cái bộ này kỳ bà. Tự nhiên nó gì nè, cái nó rồi em thay lên mẫu cho mọi người nha. Ê, tự nhiên nó vậy nè bà, là thấy ở phần giữa của mình luôn á. Quá sexy luôn rồi mấy chị ơi, gu của ai nè. Nhưng mà cái thiết kế ở trên cái eo nó ôm, xong rồi ở dưới nó hơi xè xè ra nè, rất là lạ luôn nha mấy chị, nhìn nó dễ thương lắm. Thôi cứ lấy luôn đi mấy chị ơi, nhìn nó lạ đó. Đồ này là để mấy quý bà săn Hồng Hài Nhi. Đúng rồi. Tao mê Hồng Hài Nhi lắm á. Tại bộ tại vì bồ tôi là bạn nhỏ tôi 5-6 tuổi không bà. Má ơi, tôi thích gu trưởng thành nè, phải lớn hơn tôi. Không phải lớn xíu. Tự nhiên đang like cái bị bắt đi ra vậy má. Thì lực chỉnh trong lấy nhiêu nè. Cho nó nhiêu phải không đó. Rồi, mẫu này là 390 sale còn 100
size S. Sale còn 199.000. Ê tại vì mẫu mới em đang mặc là size S nha mấy chị. Chị lấy đổi đỏ lúc nãy là em đeo cái cài vô thêm luôn. Vợ nhìn dạ, hư hỏng chị không? Ra, bỏ cái đỏ nãy mà lấy cái đỏ này. Bỏ đỏ nãy là bỏ đỏ nó nào ta? Chị muốn có cái xẻ ở ngay giữa đúng không chị? Nhìn rất là đẹp. Cái này mát luôn. Chất vải bên em á là bộ nào mặc vô cũng mát hết trơn á. Chỉ có là bị nóng trong người thôi chứ mặc vô cái trên người là mình mát liền, không có sợ ngủ mà nóng nực cái gì đó. Màu này có mấy màu, này có mấy màu. Set này có mấy màu? Set này em chỉ có màu đen thôi mọi người ơi, tại một vì màu duy nhất. Đúng rồi. Màu đầm nào nữa? Cái không? Cuối luôn đúng không? Gì? Cái này còn cái cuối đúng không? Ê bà không mặc cái này vợ. Cái này hết rồi nè. Nè. Màu đen chị lấy cái này luôn đi chị Mon Mon ơi, rồi em qua mẫu mới cho mọi người ê, coi. Mặc cái đó lên mà cầm đi má. Ê má, hôm sau á, mọi người ơi, hôm sau chắc là tụi em like sớm thôi nha. Like giờ đi về trễ quá. Có gì mọi người hãy liên tục theo dõi fanpage của tụi em nha, để nhận được những cái thông báo của tụi em, để biết được thứ mấy tụi em like và like lúc mấy giờ nè. Nha là mọi người like fanpage đến chi để theo dõi gái xinh cũng được mà, tại vì mình mà nhận ngắm những cái đẹp á là mình sẽ đẹp hơn mỗi ngày với mọi người. Em nói thiệt chứ mình nhìn cái gì xấu xấu tiêu cực đó là thường là mình sẽ khó chịu. Đó là luật hấp dẫn đó mọi người. Bà có thấy gì không? Là đúng mình mà không nhìn cái đẹp á là mình sẽ bị tiêu cực, mình phải nhìn cái đẹp thôi. Trời dễ thương quá. Đó, sẵn đây là tụi em chia sẻ luôn cho mọi người nghe về những cái luật hấp dẫn không? Chẳng hạn như ví dụ mà mọi người nghĩ về những cái vui mỗi ngày thì những điều vui nó sẽ đến với mọi người. Còn mọi người là suốt ngày cứ ẩm thực buồn bã là nó cũng sẽ thu hút những cái năng lượng đó thôi. Cho nên là mua này, những cái bộ đồ ngủ bên tụi em nhìn này, trong gương còn là thấy vui. Sale còn 180, một bộ cuối cùng có mút ngực luôn nha mấy chị. Có mút ngực ở bên trong đây luôn nha. Đó, cái bộ mẫu này giống như kiểu công chúa mọi người. Đây đây em. Ở ngoài sau là cũng có một cái tăng đơ điều chỉnh cho mấy chị luôn. Muốn ôm cái eo vô thì mình siết chặt vô, còn là muốn rộng ra thì mình cứ nới ra thôi. Đó. Phần dây ở ngay cái hai cái tay áo là phần là kiểu thiết kế ren nha mọi người. Đầm suông, lụa suông. Size gì em? Đầm này là free size nha. Dưới 60kg. Dưới 60kg nha chị. 180 em còn một cái thôi. Lấy thì comment giùm em là Hồng số điện thoại giùm em nha. Một cái duy nhất thôi ạ. À. Một cái duy nhất. Một cái duy nhất thôi. Limited luôn á chị. Ê bà, hôm sau tôi đẹp á. Tôi bà hai đứa mặc đôi. Tụi mình nhảy TikTok. Bỏ cái bộ. Tụi mình nhảy TikTok. Mọi người cùng đợi clip couple của tụi em. Rồi cả nhà ơi, ai lấy hôm Melody đúng không? 180 chỉ còn một cái à? Có người lấy hả? Là ai? Chị ơi, chị lấy cái nào chị? Cái màu chị này muốn sao mà hết rồi. Cái màu nude này hay là cái màu đen em đang mà? Quý thôi. Là sao chị? Có TikTok không chị? Melody em chỉ còn sao chị? Mình có TikTok không? 180 chị. Và em thấy còn cái mà. Nè chị để cái này. Có TikTok không? TikTok cũng sexy. Ê mà tích mọi người sao tự nhiên lên TikTok ủng hộ fanpage em đi. Em đang ngừng chết luôn mà tự nhiên á lên. Tụi em là like chính ở trên fanpage nha mọi người. Tụi em cũng có TikTok luôn nhưng mà thường là tụi em sẽ like ở trên cái fanpage chính này nè. Ê mọi người dành cho em 20 phút em quay bằng mẫu cái nha. Em content đó mọi người ơi. Để tôi mở áo. Sao vậy em? Ủa? Thì chồng, dạ thì mình chồng vô thôi, rất là đơn giản luôn. Anh không biết mặc qua cửa hàng em chỉ cho. Hoặc là mình có cái mình lên YouTube á, mình có thể search là cách mặc quần áo. Đó. Rất là hướng dẫn cho mọi người chi tiết luôn. Cách mặc quần áo xinh đẹp. Cách mặc đầm, cách mặc váy. Không, anh không biết mặc qua đây em mặc giùm cho. Còn nếu không nữa là anh cứ mua. Xong rồi em sẽ hướng dẫn cho anh đó. Ủa em quay clip hướng dẫn hả? À, em hướng dẫn nha. Quay cái đầu này lại tại thấy giá không có được. Bà quay ngược lại này em nói vậy đó. Ê, tính ra má đeo ngược luôn má. Rồi, ủa cái mặt nào cũng được mà chè. Nó quay ra. Nó như nhau mà. Đi ra bên kia để tôi quay clip coi. Đó là coi. Đẹp nha, dáng đẹp nha.
Rồi. Diễn đi má, diễn, diễn. Dút tóc quay ra sao dút tóc. Ừ, quay ra sao, quay ra sao, quay ra sao dút tóc. Nó, ừ, đúng rồi, nó. Ừ, đúng rồi, ok, dễ thương quá. Ok, 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 rồi. Rồi, ok. Dạ, diễn xong rồi mọi người ơi. Anh mua rồi, em mặc vô giùm anh nha. Được mà bà, tự nhiên ta tặng mà. Cũng thì được, chị thôi anh cứ mua rồi anh gửi chỉ tới khoảng... địa chỉ shop. Chị ơi, không cần, chỉ cần chuyển khoản tiền cho mình rồi xíu bà về bà lấy cái váy đó là được. À, bà hiểu không? Chứ tự nhiên cũng, chị cũng có rất là nhiều cách luôn. Không, có cách đó là đơn giản nhất bà. Người ta chỉ chỉ thôi cho vậy đi bà. Đúng, đúng, đúng. Rồi anh cứ lựa đi nha, cỡ chừng 10 cái, mười mấy cái là ok. Bà em mặc được hết. Nhiều đó thôi, không cần nhiều đâu. Đó, anh cứ chuyển sẵn một cục ở đó đi. Chị, có cái anh nào ảnh đang... Mẫu này dễ thương lắm nè mọi người. Ren ở giữa. Ảnh đang nơ, một cái nơ cố định. Đó. Ồ, em cảm ơn anh nha. Đức Lộc nè, tên Đức Lộc giống tên bạn cấp 3. Hồi đó bạn cấp 3 của em quá vậy. Làm như nhưng mà bạn cấp 3 của em đi Mỹ rồi. Ủa làm như có một người tên Đức Lộc vậy má. Ê mặc bộ này đi má. Rồi em qua mẫu nha mọi người ơi. Mẫu này rồi đã quá lâu rồi. Rồi cả nhà ơi, cả nhà vào livestream. Trong khi đợi bạn mẫu thì mọi người xem qua cosplay không? Mọi người muốn xem cosplay không? Dạ sắp tới tụi em sẽ về rất là nhiều cosplay mới luôn. Nên là mọi người hãy ủng hộ tụi em nha. Mẫu này là 300 390 á. Ờ em sale còn à, em sale 50% đi, còn 195.000. Ai lấy comment giùm em Hồng cộng số điện thoại giùm em nha. Cái này là cosplay thỏ mọi người, ở đằng sau nó sẽ có một cái đuôi như thế này nè. Anh Đức Lộc quận 11 nha em. Dạ ok anh, thì nói chung là nếu mà anh hay mua hàng bên em thì anh là gớt cái đầu má ơi. Ờ xúc cái đầu, ảnh mua ủng hộ nên là gung tay quá. Nói chung mà khách nam mà chưa có người yêu á mà muốn mua đồ bên em mà không có biết tặng ai á thì cũng có thể tặng nhân viên livestream bên em nha. Tại vì bên em cũng có mấy bạn nữ mà đứa nào cũng đọc thông hết á anh. Mẫu này là 390. Rồi, qua mẫu nha mọi người. Ôi mẫu cosplay gì dễ thương quá nè mọi người. Rồi mẫu này là 390.000, sale còn 240 nha. Tại vì mẫu 240. Trời ơi mọi người nghĩ là cái chất vải lụa satin nào nó cũng giống nhau đúng không? Nhưng mà không nha. Những cái bộ, tùy những cái bộ nha. Cái vải này á em cảm giác như là nó kiểu như nó floppy hơn, nó mát hơn á mọi người. Nó mỏng, nó thoải mái nữa nè. Đó. Shop ở đâu vậy để anh qua mua tặng nhân viên độc thân? Tụi em chỉ chốt trên live thôi anh ơi. Nếu như mà anh muốn tặng tụi em thì anh hãy chuyển khoản trước nha. Ê bà sao ở chợ ngoài không có bắt đèn vậy? 10 giờ nó tự tắt. À 10 giờ đó hả? Trời ơi, làm gì đam mê quá, không biết luôn á. Đây, mẫu xếp ngủ cánh tiên. Chị đổi nhạc vui đi, nhạc đánh lộn quá, nhạc hip hop, nhạc đánh người quá à. Không thích nào, xe 200 mở là con gái học tuyệt đi chị. Ờ, là con gái học tuyệt đi. Đây là con gái học tuyệt, đồ đó. Học tuyệt, tôi thích học tuyệt. Sao bà cứ bắt chủ tôi phải xin vậy? Đây, mọi người muốn chốt bộ này thì comment tăng kèm theo số điện thoại cho em nha. Gì vậy? Ừ? Bà nói gì vậy? Đấy là mọi người chốt bộ này thì comment bộ ngũ xanh kèm số điện thoại nha. Mặc vô đi. Rồi, em qua mẫu nha mọi người. Ủa, đậm thôi. Ê, tôi kêu bà nặt mà nó cầm đó má. Má. Thôi, vậy bà đi đi. Thôi, đi đi. Thôi, thôi, thôi. Bà đi để tôi lấy cái bộ. Thôi, lỡ rồi em lên cái bộ này luôn nha mọi người. Không, là cái bộ đồ bộ này chị. Bà sao? Không, bà cứ đi đi, kệ đi tôi. Có một màu đó thôi gì ơi, cái quần đó có một màu đó thôi.
supply quần nha. Quần này bên em á là không có tính bán nữa, mà khách qua hỏi hoài cái là phải may lại để phục vụ mấy chị đẹp. Ê, mấy cái người mà nói chuyện mà không có lòng thành đó là không. Để em che cam cho khách đi nè. Rồi đi đi chị. Rồi. Ok. Đây mọi người, quần này bên em có 3 màu: đen, hồng, đen đỏ với trắng. 80 sale còn 40.000. Ai lấy thông tin giùm em là quần cộng số điện thoại giùm em nha. Em qua mẫu nè mọi người ơi. Mẫu này cực kỳ. Ê bà, bà hay dành em lên trước. Hết like của tôi. Đi lên trước cho mọi người coi, không nên là đứng lâu nó chìm. Không có biết. Không, nãy giờ có cái, chị. Cái điện thoại của chị bực mình lắm. Nó nhìn dạ. Đó em biết em bị. Ê, lên chị khách đi trà sữa. Đi trà sữa của bé. Trời ơi, cái set này sexy quá mọi người ơi. Nãy giờ mới có một cái set này đầu tiên là em lên cho mọi người là kiểu xuyên thấu sexy dữ vậy nha. 390 sale còn 199 nha. 390 sale còn 199 nha. Còn bao nhiêu set đây? Không còn nhiều nhưng mà sale một set thôi. Sale duy nhất một set luôn. Ở cái khúc này là nó xuyên ren luôn nha mọi người. Còn hơn cái gì của nãy. Đó. Cái này mặc vô tôm dáng cực kỳ luôn nha mấy chị. Ở ngay cái phần eo nó hơi ôm ôm nữa chứ không phải là nó kiểu rộng rộng thùng thình luôn đâu nha. Đó. Nên bởi vậy cái khúc eo nó hơi nó ôm vô chút xíu nè mọi người, nhìn nó rất là tôm dáng. Ai lấy thông tin giùm em Hồng cộng số điện thoại giúp em nha mọi người. 199 nè, một bộ duy nhất thôi. Duy nhất luôn. Trong livestream ngày hôm nay. Chia. Hết rồi. Vô. Ê, hồi nãy tôi phải nãy là tôi với bà Chi à. Ừ. Ý là hôm nay tôi không có rủ bà nhậu nữa đâu. Ok. Không có rủ nhậu nữa. Ê mọi người muốn nhậu với tụi em nữa. Anh Đức Lộc anh không có muốn mua đúng không? Không, mấy người vậy là hay giả đúng rồi đó. Bởi vì những người nói nhiều hoặc là những người không leo. Đó, em anh là cái gương đàn ông như vậy. Đó. Nếu như mà cái gương của em là nói là chuyển liền. Ừ. Chuyện cái đợt hỏi em đi dòng shop em lụa liền. Là ấn tượng liền. Đó, một liền. Điểm công cho anh đó. Còn nếu như anh nói quá đi. Em hết tin anh rồi. Có mút ngực không? Trời em ơi. Ta khách hỏi mà không trả lời. Dạ cái mẫu này là nó xuyên thấu luôn á nha chị. Không có mút ngực nha. Mẫu này hình như là có kèm. Có tặng theo kèm quần luôn nè mấy chị. Quần cái quần của bé này đâu. Quần nè. Đây quần ren dễ thương thông lắm luôn. Mọi người, giống em như cái chất ren ở trên đây nè. Thường á là sau 10 giờ là em không có cầm nước lọc mà em cầm lon bia. Hôm nay là bắt em cầm bia nó ý động cầm nước lọc nên là em đợi. Mẫu này là có tặng kèm quần luôn nha mấy chị. Ừ. Mẫu này 390 sale còn 199 một cái duy nhất thôi nha. 199 không có sale nhiều. Duy nhất luôn. Không có sale nhiều. Em là đang 1m6 50kg nha mọi người. Mặc vô ôm kiểu vậy. Ê bà xem này còn 99.000 cho tôi đi bà. Trời ơi, tôi bán tại tôi nhìn thấy nó tôi thấy ghét á. Chết rồi mọi người ơi. Nhân viên nói là cái bộ này nhìn thấy ghét nên bây giờ mấy chị làm sao mà thuyết phục bạn đó kêu nó đừng có ghét cái bộ đồ này nữa chứ mấy chị. Lụm về mà xong rồi feedback cho em. Đó, chứ feedback chấn động cho em luôn đi. Trời màu đỏ nè mọi người. Ai thích nổi bờ 450 sale còn 99. Trời ơi, 450 sale còn 99. Mọi người nghe được không? Không có làm đâu. Thì chẳng lẽ tụi em nói giáo mọi người. Em chỉ có lừa chai thôi chứ những cái khách hàng của em không bao giờ em lừa hết. Ai lấy thông minh giùm em đỏ phòng xin thoại gì ạ? Free size. Dạ, những cái bộ đồ ở bên em là free size dưới 58kg là mặc vừa nha chị. Ủa, chứ sao trời. Trời ơi, anh Lộc ơi, anh chuyển tiền cái đợt cho em lụa. Sao bà cứ kêu bảo hoài vậy, ổng đã im lặng là ổng quê rồi mà sao bà cứ. Anh cứ chuyển cho em lụa, em mỏi tay đi anh. Rồi, chốt cho chị Sugi một cái gato 99 chị ơi. Rồi. Rồi, chúc mừng chị. Còn nhiều lắm, còn 5-6 cái. Chúc mừng thôi. Chúc mừng khách hàng đầu tiên. Chị ơi, về nhớ mặc cái bộ này feedback cho tụi em nha chị. Cái chất vải rồi, vô mà mê. Rồi. Mời em ai lấy comment giùm em. Rồi một cái đỏ nữa. Rồi là còn 3-4 cái thôi mọi người ơi. Ai lấy comment giùm em luôn đi ạ. Tụi em đã nhận được thông tin của chị Lisuri cho rồi tụi nha em. Cho tụi em âm nhạc. Em cảm ơn chị. Cho tụi em âm nhạc. Trời cái xếp hồng, cái đầm hồng này dễ thương. Mà không có chị nào lấy thật sao.
buồn là sao? Chuỗi gì này đi. Ồ, làm gì đâu, không bao giờ chỉ có hai bộ rồi. Cái màu hồng này hả chị? Màu hồng này dễ thương mà. Mua thêm ý. Thả tim chứ tệ chị. Hello 32 người đang xem nha. Rồi nếu như mẫu này không ai lấy thôi em qua mẫu nha, hồi mấy chị hối hận gán chịu á. Thôi, mấy chị thường không hối hận đâu. Nhưng mà nếu mấy chị hối hận thì mấy chị tua lại chị coi, mấy chị mua giúp em không được. Tua lại tua có bán, tua bán rồi tua chảnh lắm mấy bà. Bà đừng có dễ dãi. Kiểu như là mình nói một là một hay là hai. Mình là năn nỉ hết sức rồi rồi. Mình đã năn nỉ hết sức rồi mà người ta không trân trọng mình thì cái màu đỏ này nó phải chắc phải là có một cái điều gì đó đặc biệt lắm mà chị mới mua hai cái đó mọi người thấy không? Gì hả? Đó, chị nói kìa, chị có hai bộ rồi đó, mua chị, thêm ý. Chị sao? Em thấy đẹp đúng không chị? Ý là em cũng đồng ý nó đẹp. Nó vừa đen mà nó vừa phè nữa. Rồi nè, đi thay đồ đi được má nữa. Gì vậy? Chưa, ơi nhiều đồ quá, mai đứa nào làm ở đây ca sáng cho đứa đó mệt lắm ha. Nghe đồ thì mới chị Chi phải làm ca sáng đây, thấy chị Chi hơi mệt mệt rồi. Cái này thì không là mệt rồi. Mọi người ơi, tụi em chuẩn bị qua mẫu mới đây, cái màu hồng này. Mọi người hôm lấy tiệm qua thì á. Nè, người ta nói là qua thì qua đi, về đặt. Rồi qua đó. Ủa, mày đặt dằn mặt không chứ vậy má. Mọi người ơi, cái màu đỏ này bên em vẫn còn nha. Giá là 450.000, bên em sale còn 99.000 thôi ạ. Ai lấy comment giùm em là đầm đỏ cộng số điện thoại giúp em nha. Nó sẽ có hai lớp và có kèm quần luôn á mọi người. Hóa đơn trên 800 thì bên em sẽ free ship cho mình ạ. Mọi người vào ủng hộ. Ê chị ơi, chị chuẩn bị cho em lấy cộng dây thun qua, nãy giờ chưa đủ số để em búng tay bé kìa mới được. Nha, bà ơi, quỳ lại khách để lại chạy đủ KPI đi. Nha. Không đủ số là tôi búng thun rồi đó. Chết rồi. Kêu anh búng lọc đi. Qua mẫu mới nha mọi người ơi. Ồ, dễ thương quá. Ê, cho diện chị mọi người ơi, cho diễn cái nha rồi. Coi đồ bộ ngắn rồi, đi lixi rồi coi. Dạ rồi, mọi người chốt bộ này cho em xong đi rồi em qua bộ mới cho mọi người, mẫu mới cho mọi người coi nha. Chị hút cái hồi nãy luôn mà chị. Rồi, diễn như nè, từ từ để mở app lên. Từ từ mọi người ơi, quay clip ra tụi em phải content xíu, đợi xíu. Dễ thương lắm nè mọi người. Cái chị Lisuri hỏi thì em cầm bộ này cho chị. Rồi. Chị ơi, chuẩn bị lên vòi bộ cho chị nha. Chị Lisuri ơi. Gì mùi bộ gì? Đồ bộ má ơi, khùng đã. Từ từ để tôi chọn filter đẹp đẹp đẽ. Trời, cái đầm này nó ôm eo nhìn không có bị béo luôn, tuy cái bộ mang răng bự lắm luôn. Rồi ok, đây nhìn tôi nè bà, đừng nhìn khách hàng, nhìn mình thôi. Rồi gì nè bà, bà làm cái nè gì tóc đi. Quay clip hả mọi người ơi, dạo này thiếu content lắm rồi. Bộ này là 400 370, sale còn 108 nha mọi người. Rồi ok, đẹp rồi đó má. Rồi chị Lisuri ơi, đây nè, đồ bộ, xếp đồ bộ nha chị. Bộ ngũ hoa vàng sale còn 179.000. Đây, và cái đầm em đang mặc luôn. Ê, công nhận nha, trai á mà nó chụp nó chỉ kiếm mình khi nó chia tay người yêu thôi. Còn nó có người yêu là nó không kiếm mình vậy. Ồ, tự nhiên có một mấy lạ ghê. Trai thật là. Chị Lisuri ơi, xếp bộ ngủ của chị đây. Mẫu trắng mà bạn mẫu đang mặc giá 370, em sale còn 180 nha mọi người. Ai lấy comment giùm em trắng cộng số điện thoại giùm em. Cái phần này là lụa, còn hai bên là phần phan á mọi người. Có sexy ngắn. Sexy ngắn. Ôi à, chị ơi, hiện tại thì bên đây đây. Đây, mọi người chốt váy màu trắng này thì mọi người comment trắng cho em thêm số điện thoại giúp em nha. Sexy ngắn mình có lớp ri nè bà. Mẫu bộ này ngắn sexy. Mẫu này 370 xuyên thấu á chị. 370 nha, em sale còn 300 cho chị. Tại vì cái mẫu này bên em hôm bữa trước là tụi em like rồi. Ơi, cái mẫu này đẹp lắm. Có một cái quần xẻ lên dễ thương.
đầm trắng có size không em? Dạ đầm trắng bên em free size, free size dưới 58kg nha chị. Bạn mỏng là 1m. Em mỏng 1m6 50kg nha chị. Mặc dù là nó ôm ôm fit người vậy nè. Đó. Ai lấy comment giùm em là đầm trắng cộng số điện thoại nha. Ở bên phần này là vang á mọi người. Trời ơi, tao tưởng tao đi ba không á. Trời cái váy này mặc đi. Hình như cái váy này mặc đi chơi được luôn á mọi người. Vậy nó hả? Có kèm theo mút ngực đó nè. Dạo này có mấy cái có mấy cái có đâu má. Có bà nội ơi. Cái đâu có nhẹ trong đây nè. Không có, cái đó là ngực bà đó bà. Đi nè. Không có bà, cái này là không có hả? Đồ tụi trời em may đựng tới mức mà không có mút ngực mà người ta tưởng có mút ngực luôn á. Không, tại vì không có mút ngực nó hai lớp. Chỉ có màu đen rồi. Chị ơi rồi. Nếu mà cái này có màu đen rồi thì mình lấy thêm màu hồng về cho nó mặc cho nó khác. Dù màu đen chị mặc thứ hai mông thì màu hồng chị mặc thứ năm, chị mặc thứ bảy. Chết rồi. Ôi rồi mà chị đầm, mấy cái mẫu đầm bên em là free size nha mấy chị, dưới 58kg đổ lại là mặc ok. Mẫu này 99.000 vẫn còn hàng nè mấy bà ơi. Ai lấy thông minh giùm tôi đỏ cộng số điện thoại giùm tôi đi chạy. Ê mọi người thả tim cho tụi em đi mọi người, cái đầm này nó xinh quá. Sẽ riêng ở ở ngay cái phần hai bên này là làm cho cái cảm giác cái váy nó bồng bềnh đó mọi người. Đó, ủa còn cái quả bộ này đi. Ờ, qua đi. Chê mẹ. Đã không muốn bán mà. Đưa đây. Đưa lên. Có khách tôi người ta. Khách tôi người ta chốt hai bộ đó. Cỡ lên. Đó bên kia, đó bên kia. Đi nè, tự nhiên cỡ xuống rồi sao? Cỡ ra không hiểu luôn. Quen cỡ xuống rồi, ai cỡ lên. Ê, nó nghe nè, mắc cười quá, người ta lột đồ vào, người ta lột lên chứ ai lột xuống rồi. Lột lên. Là sao? Gu gu mặn, gu mặn mọi người. Thôi bỏ qua rồi mọi người. Cũng coi như là hiểu lầm luôn đi. Hiểu lầm. Rồi chuẩn bị lên cho bé nó một cái bộ mới nha. Còn cái set màu cái váy màu trắng của em đang mặc là sale còn 18 rồi chứ. Là chứ. 18 mọi người ơi. Biết sao tao thiếu ngủ không? Tao kể mình nghe. Mặc rồi thức hả? Không. Tại vì hồi chiều đang ngủ lấy sức tối là chim cái có đứa điện tao chạy qua đây làm việc má. Giật màu, giật màu. Mọi người phút này mà đắt mút rồi mọi người. Cái này đầm nha. Đầm à. Ê, cái này còn hai cái á, nên là tính sale còn 100 mấy chục ngàn thôi. Mọi người, chậm vô đi. Ê, sao bà không mặc? Đầm dài mà. Rồi liên quan gì? Bà vô cho nó đi, cho nó lên form, cho nó đẹp. À là bằng bà không bằng đẹp bằng nó hay gì mà bà phải kêu nó mặc. Trời ơi, cho nó mặc đi, tôi lên bộ khác cho mọi người, ok. Cột đi. Cái này giống đầm dạ hội quá mọi người. Đầm này 610 á mọi người, em còn hai cái à nên em sale còn 170 cái nha cho nó xong luôn á mọi người. Chứ nó cũng đã quá lâu ở chờ Sexy Forever này rồi. Ê xinh mà. Ê sang, sang 170 à, đẹp lắm luôn. Ê bị sang á. Màu xanh này sang lắm luôn á chị. Nè nhìn nè, bị sang hết trời. Lòi lưng luôn. Ê đẹp ha. Ôi ở dưới này còn xỉa tà nữa nè mọi chắc người. Chắc em phải giả bộ sale còn mấy chục ngàn xong em chốt đơn em mua. Xỉa tà ở dưới. Ê, đẹp mà. Đầm trắng bao nhiêu có màu khác không? Một đầm trắng là 180. Còn màu đỏ. Hình như còn màu đỏ á chị. Sale còn 180 lấy thôi. Nhưng mà em thấy màu trắng dễ thương nè, chị lấy màu trắng đi. Em thấy màu trắng dễ trắng thương. Trắng trắng trẻo. Màu trắng trắng bé sao lờ luôn. Xanh 170. Rồi chị Phương Lê. Chị Phương Lê một khách 2 chia. Chúc mừng chị. Đó, một chiếc đầm suông, suông sen dài, màu xanh rêu đã thuộc về chị Phu Lê. Đây chị ơi, màu này có hai màu nha, nhưng mà em nghĩ chị nên lấy màu trắng. Rồi, còn này còn cái màu trắng nữa hợp với thủy. Đây, cái này còn có một cái luôn nha mọi người. Em có hai cái nha, một cái đã thuộc về chị Phương Lê rồi. Mọi người ơi, cái này là mới luôn, không có lỗi luôn. Em mới lấy từ ở trong cái túi ra thì nó sẽ bị nhăn một chút tại vì gấp á, gấp lại á. Còn mọi người về mọi người giặt là được. 170 thôi ạ. Ủi sơ qua cũng được mọi người là nó thẳng băng. Ai lấy comment giùm em xanh cộng số điện thoại một cái cuối cùng và hiện tại đầm em đang mặc có size không em? Đầm em đang mặc là free size nha chị ơi, dưới 58kg là mặc vừa nha. Đó. Mọi người cái mẫu này nó đỉnh một cái là nó không có mút ngực nhưng mặc lên tưởng là có mút ngực. Rất là an toàn luôn mọi người. Nghĩ sao bị nhầm lẫn luôn. Người mặc mà còn cãi với cái người mà đứng ở ngoài luôn á, hay cãi ghê. Tại vì thích đúng không? Đẹp đúng không? Nhìn xòe ghê không? Màu xanh còn cái đó bà.
tranh thủ chốt cái màu rồi, xanh này đi chị ơi, mấy chị ơi, còn một cái cuối cùng thôi. Nó còn cái nhẹ không ta? Này mấy chị muốn em lên xếp đồ gì thì mấy chị cứ comment nha, tụi em sẽ lên mặc thử cho mọi người coi. Đã đồ luôn. 1m6 58kg vừa không em? Đã này nè chị. Lên chị xin. Đang hỏi chị đang hỏi cái đầm em đang mặc hay là cái đầm màu xanh ở dưới? 58. Cái đầm em đang mặc là free size dưới 58kg nha. Chị lấy đỏ, chị Lê Hương lấy cái đỏ. Chốt rồi. Em đỏ qua mẫu nha chị ơi. Rồi mọi người ơi, cái xanh này em còn một cái thôi nè mọi người, một cái cuối cùng luôn, không về mỏng nó luôn nha. Em cho mọi người xem cái xanh này nó rất là sang luôn á, nó bị cổ điển á, nó bị Âu Mỹ, Hàn Quốc, Việt Nam á. Ở đằng sau là nó sẽ có cái phần như thế này. 1m6 58kg vừa nha chị, tại vì cái phần này nó co giãn rất là nhiều luôn nè, để chị coi. Đầm em mặc đó em, dạ vừa nha chị. Đầm len xì 180 chị ok chốt luôn giùm em cái đó luôn đi chị. Đồ mà đổi mình đỏ lay đi nha shop. Dạ chị chết anh ơi, anh chết inbox giùm em nha anh. Anh chết inbox giùm em nha, tại vì em không nhớ có một bạn đó sẽ tư vấn cho mình. Rồi cái đầm xanh này em vẫn còn một cái cuối cùng nha. Ai ủng hộ tụi em không tụi em tháo ra luôn. Trời ơi, em thấy nó rất là xinh luôn. Em phải để dành mới được. Để mấy bữa nữa em ốm rồi em sẽ em sẽ mua. Bán canh vừa xuống mẫu là em lên mẫu mới cho mọi người coi luôn đây. Set ngủ với baby doll. Ở hai bên cái này là nó sẽ toàn quát ra luôn. Em thề với chị cái điện thoại chị á nó giá đầm bé mẫu mặc giáo như là cái đầm trắng hồi nãy, cái giá đầm bé mẫu 180 nha chị. Đầm trắng đúng không chị? 180.000. Mọi người ơi, cái mẫu mà bạn mẫu đang mặc giá là 350.000, em sale còn 230.000 nha mọi người. Mẫu này rất là xinh luôn. Ai lấy comment giùm em trắng cộng số điện thoại giùm em. Nhảy TikTok lắc lắc nè bà. Đó cái ai mà thích à, mấy anh chị ở đây chắc không thích đâu nhưng mà em thấy cái mẫu này mặc lấy gì vậy đó. Sẽ ở bên hông ra luôn, không có xẻ nửa vời nha mọi người, mình xẻ hết luôn. Đó, sexy đỉnh nóc kịch trần luôn đó mấy bà. Ai lấy comment giùm em trắng cộng số điện thoại giùm em nha. Nó có màu nu với màu trắng á, 230. Dạ rồi, cái đầm màu trắng hồi nãy em mặc là giá 180 nha. Hoặc nếu mà chị lấy thì chị comment đầm okay. Trắng hoặc là comment ok là tụi em sẽ nhắn tin cho chị. Đây cái này là set này là có hai màu nha mấy chị. Màu nude với màu trắng. Trời, cái màu nude xinh ghê. Này không bạn còn nút cho nó lạ. Đó, mà free size dưới 58kg. Rồi, màu nút xinh nè mấy chị. Không, nếu mà mọi người mà họ muốn hỏi em mua màu gì á thì em quyết định là sẽ mua màu cà phê sữa nha. Tại em cảm thấy nó ngọt, nó xinh. Dạ. Cái màu này rất là lạ. Bảo đảm mua về là nó có một cái tông màu khác trong tủ đồ của mấy chị luôn. Mà cái chất vải là chất vải mềm á, mà em thấy ok, dễ thương. Ê bà, bắt đầu nhảy TikTok rồi hả? Mọi chân. Có nhắn tin nha. Rồi cả nhà ơi, tụi em vẫn đang sale mẫu này 350.000, sale còn. Dạ đúng rồi. Còn 230.000 nha mọi người. Giờ bà mới biết rồi mọi người ơi, là chứng tỏ là cái này không trước. Quan tâm, không có coi. Những cái người mà vô tâm. Hai màu nha mọi người. Nè cái quần xẻ ra chấn động luôn. Xẻ ra hết cỡ luôn. Thường ta xẻ ra chút xíu thôi, nhỏ thôi, mà này xẻ hết cỡ luôn. Ê mọi người, cái này á không có cần cởi đâu, cần cái gì thì nó vậy thôi nè, đúng không? Ý là mình đi vệ sinh. Không có. Bà bạn sao á? Em thấy màu nốt dễ thương nè mọi người. Còn không thích nuôi thì mình cứ lấy màu trắng trong trẻo thôi.
cái mẫu này là chất lượng. Mọi người biết sao là tụi em nói nhiều không? Tại vì á, có nhiều anh chị là ở xa không có tới showroom á, thì thôi nghe tụi em nói rồi ngồi tưởng tượng ra, hoặc là một phần ý là một phần nào đó thì cũng sẽ tiếp cận được cái sản phẩm bên em á nè. Em để gần cho mọi người xem đây, ok chưa? Ở đằng sau là nó sẽ có cái phần chun chun như thế này, coi giãn luôn nha mọi người. Em nói những cái người chị mà 29-30 tuổi mà mình muốn trở thành em bé á, thì mình có thể mua những cái set này. Bà nhiêu tuổi? Bà 30 tuổi đúng không? Trời ơi. Đúng rồi. Ờ à, đúng. Mặc vô cái tủ là 20 liền luôn á má. 30 rồi. Ừ. 30 đảo ngược đi không? 30 tuổi nhưng mà mặc vô là nhìn tưởng 20 nè, tuổi. Nè baby, tưởng baby thôi mọi người. Ờ chứ mẫu bên em là nhìn 30 tuổi rồi đó mọi người, không có giỡn đâu. Có màu nút nữa mọi người, mọi người không thích màu trắng thì mình đổi qua màu nút của nó là dễ thương. Nếu là em làm cũng sẽ chọn màu nút, tại vì bình thường mình lựa đồ mình mặc trắng đi nhắn đen hoài nó sẽ bị chán đúng không? Cái màu nút này là em thấy nó khác nhất trong những cái màu mà cơ bản. Rồi, may thêm mẫu một bộ hồng cho mọi người nha. Rồi cả nhà ơi, để em tiếp tục kiếm cái gì đó em like cho mọi người. Ờ đúng rồi nha. Ê mọi người, em còn một cái này cuối cùng ở trong tủ quần của tụi em luôn á. Giá là 80.000, em sale còn 40.000, chỉ còn một cái cuối cùng thôi. Nên là em thì em thực sự là bản thân em không thích những cái gì còn sót lại một cái á. Nên là em sẽ muốn bán luôn. 40.000, anh lấy comment giùm em là quần hồng cộng số điện thoại giúp em nha. Đây em cho mọi người xem. Ở đây cái vải nó rất là mềm, co giãn. Phần này là dạng như là thun lưới, còn phần này là ren vậy á. Ai lấy thì comment giùm em là quần cộng số điện thoại giùm em. À, mọi người biết đó là cái dạng mà lọt khe như thế này nè, nó sẽ ai mà mặc lọt khe rồi thì thường sẽ rất là ghiền, bởi vì thứ nhất là nó sẽ khiến cho mông của mình không có bị cọ ma sát nhiều á, thì sẽ giảm tình trạng thâm mông, và một phần nữa rất là sexy. Lọt khe là vừa sexy nhưng mà nó có cái tác dụng là giảm thâm mông cho mấy chị em phụ nữ mình á. À cái này nó cũng sẽ hạn chế lộ viền hơn là cái quần tam giác. Mặc dù như vậy không phải là em chơi cái dạng quần tam giác nha, bởi vì vật tam giác nó vẫn sẽ đẹp, nhưng mà mấy chị nào mà thích cái mông mình mà bớt sờn bớt thâm á thì mình có thể tham khảo những cái loại quần lọt khe bên em. Đó là kinh nghiệm bán đồ ngủ của em, thì em thấy tại vì căn bản là tụi em cũng phải thử sản phẩm á thì những cái mẫu lọt khe thì nó sẽ ok hơn. Nhưng mà tất nhiên là cũng có nhiều chị không có mặc lọt khe quen, tại nó bị nhét á, bị khó chịu một chút, mà mặc rồi được là rất là ghiền luôn nha trời. Rồi đây, mẫu tiếp theo bộ đồ ngủ cho mọi người. Mẫu đó 370 nha mấy chị. Sale còn 170 đi bà, để tụi con còn 370, sale còn 170 nha. Màu hồng rất là cute. Màu rất tinh gì ta. Ở ngoài trước ngực là kiểu như cánh bướm. Mẫu này em chỉ còn một bộ duy nhất thôi mọi người. Em sale còn 170.000 một bộ thôi nha. Ai comment giùm em là hồng cộng số điện thoại giúp em nhé hả. Đó, chất vải ở bên nhà em đặc biệt là rất là mát. Mặc vô mình sợ, không có sợ ngủ bị khó chịu gì hết. Đó bạn, mặc vô ngủ liền. Hồng 170. Rồi chốt bộ hồng này cho chị Phương Lê nha chị ơi. Ủa bộ này còn mấy bộ? Hai đi, một bộ duy nhất. Rồi, một bộ duy nhất, chúc mừng chị. Rồi, em qua mẫu luôn nha mọi người. Đứng đây bà để tôi kiếm mẫu. Rồi, em qua mẫu. Rồi, cả nhà ơi, mọi người vào. Hiện tại thì tụi em sắp là sale những cái bộ cuối cùng rồi, nên là ai còn ở lại á, thì thả cho tụi em một tim nha. Hoặc là mọi người cần tư vấn sản phẩm gì á, thì mọi người cứ comment giúp tụi em. Ngoài những cái sản phẩm sale thì tụi em vẫn sẽ song song thì tụi em vẫn sẽ giới thiệu những cái sản phẩm, những cái mẫu sản phẩm mà bên em đang có nữa. Ví dụ như là vào cuối năm thì mình sẽ cái không khí lạnh á, thì mình có thể mặc những cái mẫu áo chè như thế này, hoặc là mình có thể mua tặng cho bạn thân mình đang đám cưới, mọi người rất là sang. Dòng cái sản phẩm này bên em thì mọi người có thể tái sử dụng. Ví dụ như mình quay sóng phóng sự cưới rồi, mình vẫn có thể mặc đi hưởng tuần trăng mặt, hoặc là mặc ở trong nhà bình thường thôi mọi người. Em cảm thấy là mỗi người con gái nha đều cần phải có một cái áo choàng cho riêng mình luôn á. Tại vì hồi xưa em không có quan tâm mấy cái chuyện áo choàng đâu, nhưng mà sau khi choàng lên thì nói chuyện nó đẹp á. Ê vô đi má, bắt nói chuyện hoài luôn á. Không có chiếm sóng được. Không, giờ cho chiếm sóng á, tại mỏi họng. Đây, set ngủ yếm trắng nha mọi người. Trời, nhìn giống như nàng tắm không mọi người. Đó, mặc vô tiện hóa hơn thành cô tắm hồi xưa luôn. À, mẫu này là 370.
Sale còn 180 đi. Sale còn 180 mọi người ơi. Sale 2 bộ thôi nha cả nhà. Ai lấy 2 bộ duy nhất trắng cộng số điện thoại giúp em. Cái này có màu không? Có trắng với đen. Có hai màu trắng với đen nha mọi người. Sale còn 180. Free size luôn. Chị nào dưới 58kg là mặc vừa luôn nha mấy chị. Ui, hình như cái này mấy chị phối chung với áo choàng này vẫn được luôn nha mấy chị, vẫn dễ thương luôn nha. Mọi người ơi, lâu lắm rồi thì bên em mới livestream á, nên là mọi người chốt xong mọi người xem kỹ, tại vì một bộ tụi em nói rất là lâu, một bộ thôi mà tụi em rất là lâu, mọi người xả thì rất là nói thiệt là mệt á, nên là mọi người ủng hộ tụi em thì mọi người kỹ là giúp em nha. Đúng rồi đó mấy mọi chị người. Chốt là mấy chị chắc lấy luôn giúp em nha. Đó thì mọi người tranh thủ giúp em là mình lấy, mình coi kỹ sản phẩm mình chọn nha. Chứ mình đổi qua thì tại vì bên em cũng có rất là nhiều khách thì sẽ dễ nhầm lẫn và xả lại là tụi em phải lên livestream lại lần nữa. Đó. Rồi, chúc mừng những quý khách hàng chốt hàng và nhận được hàng bên tụi em là phát tài phát lộc nha mọi người. Mình chưa có Tết. Công đức vô lượng, công đức vô lượng nha mấy chị. Mở cho em bài Happy New Year giùm chị. 3 tháng nữa là Tết rồi mấy chị ơi, giờ chờ là tranh thủ mua đồ dần dần là vừa rồi đó. Trời, cái bộ đồ này em nói Tết mặc đi đánh bài là bao bao hắn luôn. Trời, cái này có cái quần có túi đó nha mấy chị. Đựng tiền, đựng điện thoại, đựng son. Có túi luôn. Bán đồ mà không biết đây có túi luôn á. Trời. Cái nàng tắm này là chắc là nàng tắm thời A Tòng rồi mọi người ơi. Đó. Ai lấy comment giùm em trắng cộng số điện thoại giúp em nha cả nhà yêu. Hiện tại tụi em chỉ còn 15 phút thôi, nên là mọi người tranh thủ chốt đơn đi. Mọi người chốt xong thì tụi em mới qua mẫu đồ. Và khi mà tụi em qua mẫu đồ thì mới có nhiều mẫu mới cho mọi người xem. Mọi người ơi, cái áo set này mặc chung với áo choàng trắng vẫn được nha mọi người. Cái ưu điểm của cái áo choàng trắng này là mặc cái set nào mình cũng có thể khoác vô được hết trơn á. Nó rất là dễ phối đồ nha mọi người. Đó. Mọi người nếu mà mọi người đi qua mà mọi người không có nhu cầu mua thì mọi người cũng hãy ghi nhớ tụi em, follow tụi em nha. Tại vì biết đâu mọi người sẽ cần. Đúng tại rồi. Vì cái mấy cái sản phẩm này là em chắc chắn là ai cũng phải cần hết. Phụ nữ cần nhưng mà các anh đàn anh cũng cần. Đúng không? Đúng rồi mọi người. Mua cho. Mọi người hãy theo dõi tụi em nha để biết được cái lịch trình mà tụi em livestream vào thứ mấy là vào mấy giờ để săn được cho mình những cái bộ đồ hả? Dễ thương nha mọi người. Tuần này tụi em live thứ 2 với lại thứ 6 và rảnh không? Thứ 7. Thứ 7 hả? Thứ 7. Ê không, thứ 7 có chai hẹn rồi. Hẹn gì? Đi ăn rồi. Thứ 6 ơi. Thứ 6 có tuyệt rồi. Thứ 5 hả? Một hồi nữa tụi em sẽ bàn lại rồi thông báo lên trên fanpage cho mọi người. Bàn luôn đi, bây giờ bàn luôn đi. Tự nhiên bạn chỉ livestream cho. Có sao đâu, để cho khách biết luôn nè. Lụm xùm hết trơn. Vậy thứ 7 đi ha, vậy thôi để tôi hẹn. Vậy thứ 7 đi. Hẹn nó sau 11 giờ đi. Thôi vậy thì hẹn xong bạn đó chở tôi đi chơi luôn. Đi rồi xong đó. Rồi đi ngủ. Là hôm đó trễ vậy luôn. Đi. Ai kêu lên đồ đi đừng nói nữa. Ai kêu lên đồ? Ai kêu lên đồ đứng đứng nói nữa kìa. Dạ dạ. Ê thôi em qua mẫu với chị. Qua mẫu ở trên mẫu. Cuối này hai bộ mà hoa đúng rồi. Rồi cả nhà ơi, để ê gì đấy hẹn lại đó. Ê má ơi. Rồi cả nhà ơi. Rồi cả nhà ơi. Vậy đi. Chốt thôi, thứ ba thứ bảy cứ mọi người ơi, sau khi 5 phút tụi em bàn bạc thì tụi em đã có chương trình live là thứ ba với thứ bảy mỗi tuần để lên. Thật ra là tụi em sẽ lên lao giao luôn. Một tuần tụi em like thứ ba thứ bảy nha mọi người. Kênh fanpage của Sexy Forever, tụi em sẽ giao lưu con người với mọi người. Tức là có thể là tụi em sẽ sale hoặc là tụi em nói chuyện hoặc là gì đó, nhưng mà nói chung là tụi em vẫn sẽ like để mọi người nhớ tụi em. Qua mẫu mới đây mọi người ơi, 390. Đây 390 sale còn 230. Mẫu này có cái đường hoa ở dưới ngực này dễ thương lắm. Mẫu này là có chắc chắn có mẫu ngực nha mọi người. Có bút ngực. Trời ơi, nhắc cuối giờ em bị liếu lưỡi với bút rồi. Trời ơi mọi người ơi, ai còn ở lại livestream với tụi em thì hãy comment cho tụi em biết đi. Còn nếu không mọi người không muốn comment, mọi người chấm một chấm cũng được. Mọi người có thể chốt trên inbox giùm tụi em cũng được nha. Cái mẫu này nó sẽ có mút ngực, có tháo được không bà?
muốn được kiểm tra nào? Không được nha. Rồi cái mẫu định luôn. Cái mẫu này dính luôn nên là mọi người có giặt thì nó cũng sẽ không có bị xô vẹo xô vẹo. Đúng rồi. Mình cứ để cố định luôn đi mấy chị ơi. Ừ. Đó. Mẫu này giá là 390 sẽ còn 230. Một chiếc đầm lụa với giá có 230 thôi. Mà mình chờ gì mà mình không chốt đơn ủng hộ Sexy Forever để tụi được. Em có thêm động lực livestream vào thứ bảy tuần này. Hẹn mọi người vào thứ bảy tuần này nha. Sẽ có rất là nhiều siêu phẩm mang đến mọi người. Hoặc không có siêu phẩm mà chỉ có tụi em. Tụi em là siêu phẩm. Tụi em là siêu phẩm. Trời. Phải hả? Hãy tiêm cho tụi em đi, cho tụi em có động lực. Cái này là shop em á, là em sẽ hả? Sẽ có chuyên đề livestream hướng dẫn các chị cách giữ chồng, cách trị các bé tiểu tam, cách mặt đẹp. Mặt đẹp đó là em sẽ làm như vậy, nhưng mà tại vì không phải shop của em nên em không có được nói. Nhưng mà mấy anh chị cần thì cứ inbox để em chỉ cho mọi người cách giữ chồng. Không có giữ chồng. Cách giữ chồng. Không. Giữ chồng là bẫy với một người. Tụi tôi không phải là yêu tinh hình nhện. Tụi tôi mặc đẹp để giữ bồ giữ chồng. Đúng đây không? Mấy chị lấy màu đen thì hãy comment đen kèm theo số điện thoại giúp em nghe. Mẫu này là free size nha mọi người. Nó mềm quá, tôi gờ hoài luôn. Nó xuống. Mịn lắm mọi người ơi. Mấy cái mẫu này là mờ rồi, mịn lắm luôn. Có mẫu nào xuyên thấu không sớm? Quá trời mẫu xuyên thấu đó. Nhưng mà hết giờ rồi. Bây giờ ai chốt mẫu này lấy liền cho em đi. Hết em, rồi. Em đem qua em ship luôn cho mọi người luôn. Ê, nói mà không làm, không giữ cho. Ai chốt mẫu này ở Sài Gòn nha. Tại nó mềm quá. Rồi không giờ đã thiệt á mọi người. Giống như cái mền đắp luôn á mọi người. Thích mê. Rồi xuống nè. Ê, ví dụ mà mấy anh chị mẹ không có tin lời của hai đứa em á, thì mọi người hãy đi qua bên cửa hàng của tụi em ở đâu? Sexy Forever Lê Văn Sĩ nha mọi người. Địa chỉ là 199 Lê Văn Sĩ ở đường 119 Lê Văn Sĩ ở ngay cạnh đường ray. Mọi người thấy đường ray xe lửa, nhìn qua là thấy tụi cái em shop màu một hồng. Cái shop hồng rất là dễ thương. Nhưng mà mọi người muốn gặp hai đứa em là phải đặt lịch trước chứ không thôi là gặp những người khác. Muốn gặp tụi em thì chỉ có coi livestream vào thứ 3, thứ 7 trên fanpage Sexy Forever thôi mọi người. Tại vì tụi em không có thiệt. Tụi em chỉ là những trên nhân vật thôi. Hư cấu ở trên mạng thôi. Mọi người thấy như vậy thôi chứ không ai đọc ai đâu. Sao đến giờ nè. Giả vờ gì thôi. Với lại có một cái showroom nữa ở 291 Võ Văn Tần quận 3 nha cả nhà. Đó, nên mọi người muốn mua đồ, muốn ủng hộ shop em thì mọi người qua điện những cái địa chỉ tụi em đã nêu lên nha. Cái livestream này 1000 like hả, là hôm sau tụi em sẽ livestream mút bang ăn nhậu. Lần trước nói mút bang chứ mút bang nữa, xin lỗi mọi người nhiều nha. Thì tại vì mình mặc đồ ngủ nhà thì mình đấy ăn nhậu cho má. Lần này mà mắc chú Tâm vô sản phẩm quá. Đó. Quên mất việc ăn uống luôn. Tại vì đợt này là ê bà lụm vô. Mấy sao người già không có khụm gối được. Trời ơi má ơi. Những giây cuối cùng thì ai chốt cái đầm này đi em ship qua luôn cho em đang rảnh nè. Rảnh đi nhậu đi má. Ôi trời. Từ từ, ủa cái quần đâu bà? Từ từ cái... Không, cởi ra làm chi? Cởi ra làm chi? Tôi mặc vô mà. Cái gì đồ trời? Chết rồi mọi người ơi, 7 phút cuối cùng. Ý là mặc đồ vô giới thiệu cho khách bộ này luôn nè. Cái áo nè. Đó, tự nhiên cởi ra má. Mọi người ơi, quần này bên em có bán nha, 100 ngàn một cái. Ai thích thì inbox cho tụi em luôn. Trên like thì tụi em sẽ sale còn 70 ngàn cho mọi người. Xem may mắn. Chứ cái mẫu này là best seller bên em rồi. Khách tới là khách thích lắm, khách ưng lắm. Mọi người mà theo dõi bên Giang tụi em lâu thì sẽ biết. Mẫu này là siêu hot luôn. Chưa, đây mặc vô, trời ơi. Nó có cái ren. Cái gì chứ trời. Thật ra là cái mẫu này á, là mình mặc để mình yêu á em chị vừa hem. À, chị đây biết là ưng rồi. Ê bà giúp tôi mặc cái bộ này. Không có biết mặc, trời ơi. Thì bây giờ tôi chỉ nè rồi bà. Nhiều á em. Chị đang hỏi cái đầm này đúng không chị? Đầm này sale còn 230 nha chị ơi. Lên xếp bộ đi em. Không hết giờ rồi chị yêu ơi. Chị bây giờ chị muốn gặp tụi em rồi chị. Dạ có. Hẹn chị vào thứ bảy nha chị. Tại vì bây giờ là tụi em sắp xuống live mất rồi. Nếu như mà chị muốn chốt thì chị coi, chị thông cảm, chị coi lại like giúp em nha. Giờ mà mình chốt cũng được. Chị chỉ có nhớ tụi em thôi. Giờ chị... là chị chỉ có coi like thôi. Cái này
con phức tạp thế nhờ. Không, tại cái mẫu này không phải là mặt để cởi đâu, hiểu không? Bị sóng dây rồi. Phức tạp nhưng mà nó đẹp hơn. Còn vài dây cuối hơn mọi người cho em làm, tụi em làm không làm đi. Ôi, là như vậy sao? Đó là nó bị dầm khăm, hiểu không? Khó lắm luôn mọi người. Ê, không có khó đồ dễ mà. Ý là tại vì bà không biết mặc, hiểu không? Khó cười, khó cười. Đúng rồi, chứ không có khó mặc. Đừng nói vậy. Mấy màu á em, chị hỏi cái đầm em đang mặc hay là cái set mannequin em mặc gì chị? Có màu đỏ với màu xanh, màu đen. Cái đầm thì có màu đỏ với lại màu đen nha chị. Free size. Màu xanh nữa, đúng không? Màu xanh đúng không? Ôi, em nói này cái mẫu free size nha mọi người. Cái mẫu này là best seller bên em cái set này luôn á trời, em nói thiệt. Combo không chị đàn ông. Combo nữ hoàng giường ngủ. Ai mà có cân nhắc về cái mẫu combo này thì cứ mạnh dạn inbox cho tụi em. Rồi, cái áo choàng ở ngoài á là nó thiết kế kiểu corset đó nè mấy chị. Ôm eo cực kỳ luôn. Mua cái này hiểu mọi người không muốn mặc với cái set ở trong á, mọi người mặc với lại một cái kiểu áo khác nào đó cũng được luôn. Mua một cái rồi mình thiết kế được quá thì kiểu luôn. Nữ hoàng phòng ngủ. Ủa đúng không má? Mình mặc cái này thì mình phải quyền lực chứ má. Mua thêm một cái cài con mèo nữa nha mọi người. Đó. Rồi mọi người ơi, cái đầm mà bạn mẫu đang mặc là 4390, sale còn 230. Ai lấy comment giùm em là đỏ cộng số điện thoại hoặc là đen cộng số điện thoại giùm em nha. Có hai màu xanh lá hay xanh gì em? Xanh gì? Cái này màu này nè, màu đỏ đô và màu đen, không có xanh lá không gì. Không có xanh nha chị ơi. Không có màu chị chắc xanh. Hồi nãy là hiểu lầm nữa rồi chị ơi. Chỉ có hai màu thôi và hiện tại là đang sale còn 230. Chị ơi, chị lấy luôn đi chị, tại vì tụi em chuẩn bị xuống like rồi. Dạ không sao, tụi em sẽ không có like mẫu này đâu mà. Hoặc là like thì giá nó sẽ khác đó chị. Giá nó sẽ cao hơn nha. Không, cái này không phải là nói vậy rồi xong bán thấp đâu. Nhưng mà tụi em không có để giá thấp được nữa. Tại vì mẫu này là cũng bán ok bên em lắm đó. Khi mà xuống like rồi là sẽ về lại giá như cũ hết nha. Nên mấy chị tranh thủ mua trong like nha. Chị lấy đen nhé em. Dạ rồi, chị Nhung sẽ đi lấy một đầm màu đen nha. Thả tim cho chị. Trời ơi, còn 4 phút nữa thôi là mọi người hết gặp tụi em rồi. Hẹn mọi người vào live thứ 7 tuần này nha. Còn cái màu đỏ thôi. Có anh Linh về không? Còn 3 phút nữa rồi thôi. Chắc không qua được một ăn thôi. Vậy thôi tụi em, mọi người đứng đây nói chuyện với tụi em đi. Bây giờ là còn 3 phút cuối sẽ giải đáp tâm tư nha mọi người. Hôm nay có ai bị hất tình hay là bị bồ bới bỏ hay là căn bản cần không, tư vấn gì không? Đã nói là không có tiêu cực, phải tích cực. À thì mình tư vấn cho người ta tích cực lên. Chứ thì không lẽ giờ người ta hỏi gì, người ta kêu là hôm nay chị vui quá, giờ sao em hả? Ai? Mất chết. Ok. Đó, chia sẻ những nỗi buồn. Ví dụ như là không, chia sẻ niềm vui cũng được đi. Chia sẻ thay nỗi buồn là kiểu như là chồng chị nói gì chị đó, chị không thấy vui, em thấy sao? Hoặc là kêu là em ơi, chuyện mà trúng số bao nhiêu tỷ nữa, chị sẽ qua sexy forever để sắm đồ của tụi em. Đã. Ê, tôi mà trúng số thì tôi có đứng đây đâu nghe. Mua đồ ngủ. Tôi bái bài bả luôn chứ tôi không đứng đây. Mua cái shop. Đâu có mua shop, tự nhiên mua shop chi má. Tự nhiên trúng số đi chơi chó xứ, tự nhiên đi mua shop cái phải làm việc. Nãy giờ cảm ơn mọi người đã coi ủng hộ tụi em nha. Cái gì vậy? Thấy mẹ. Chết rồi. Cái gì? Con nghĩ nói chuyện đi. Ê hôm sau đứng coi nhảy đỡ đi mọi người. Đứng coi nhảy đi. Ê hôm sau túi bà cứ vậy nè, đó ai mua không mua thôi. Mẫu lên là vậy nha mọi người. Vậy nè, đó rồi đó, rồi giờ mấy chị comment qua thì mình tụi em qua thôi. Vậy đi cho nó nhàn mấy chị ơi. Rồi. Dạ đưa thế đây nè. Đó, xem lại cái này xíu nè. Không cho con nữa hết. Không cho con luôn rồi mọi người. Giờ này là khóa mẫu rồi. Lóc lại hết, lóc rồi, lóc mẫu. Đó giờ chỉ còn... Ê mà mỗi cái dầu à? Mỗi dầu à? Thôi chứ giờ em ngồi nha mọi người. Em sẽ biết ngồi bệt. Cái màu đen rồi có người chốt rồi, giờ còn màu đỏ. Ủa có người chốt thiệt hả? Có, chị Dung Jenny chốt rồi đó. Trời ơi, gì còn cái đỏ nữa. Thôi mà hết là xin lỗi mọi người, bye rồi. Bye mọi người đi. Bye bye mọi người nha, hẹn mọi người vào thứ 7 nha. Mấy người mà thí dụ mà ở nhà mình cô đơn á, tại vì lâu lâu bản thân em cũng cô đơn lắm, mọi người lên livestream nói chuyện với tụi em. Hoặc là mọi người thí dụ mọi người vô livestream rồi mọi người tag bạn bè rủ anh chị em gì vô đây hết luôn cho em, rủ cả nhà vô luôn cũng được luôn. Bye bye mọi người nha, hẹn mọi người vào thứ 7.